Bài hát rồi ạ. Chương trình ngày hôm nay của chúng ta là cuộc sống và sức khỏe. Những cái chủ đề mà thầy Thảo sẽ hướng đến cho cả nhà đó là làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ sức khỏe và vận mệnh thì trong tay chúng ta, đúng không ạ? Khi mà chúng ta làm chủ được sức khỏe thì cuộc sống của chúng ta sẽ làm chủ được tất cả trên mọi lĩnh vực ạ. Trước khi mà bắt đầu vào chương trình chia sẻ của thầy Thảo trong 6 buổi của cái chương trình Cuộc sống và sức khỏe này được diễn ra vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần từ 8:30 sáng đến 11:00 trưa, và hôm nay là buổi đầu tiên, thì em xin phổ cập đến nhà mình một số cái nội dung như thế này. Trước khi vào buổi chia sẻ thì cả nhà mình có thể cùng nhau mở cam lên để được giao lưu, chia sẻ với lại các thầy cũng như là tương tác với lại ban hỗ trợ một cách tốt nhất. Chúng ta có trường năng lượng tốt nhất cho buổi chia sẻ, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là cả nhà đổi giùm em tên để trong quá trình tương tác thì ban hỗ trợ của thầy sẽ gọi theo tên mà cả nhà sẽ đổi ở trong cái mục tên của mình được dễ dàng hơn. Là em sẽ hướng dẫn cả nhà đổi tên ở trong cái mục này, là ở cái phần ô người tham gia mà cả nhà nhìn thấy là có hai cái hình người đấy ạ. Mình sẽ nhấp chuột vào trong đó, sau đó là sẽ hiện tên của mình lên, thì mình sẽ ấn vào cái nút More, tức là cái nút khác đó. Sau đó là có phần đổi tên, thì cả nhà mình cùng sửa tên giúp em, đúng không ạ? Để trong quá trình nếu chúng ta có tương tác với thầy, có đặt câu hỏi thì ban hỗ trợ sẽ gọi tên được dễ hơn ạ. Cả nhà dành ra 1-2 phút thao tác cùng em nhé. Và mình có thể copy cái đường link để gửi những người thân hoặc là bạn bè của chúng ta tham gia vào lớp học của thầy để cùng được chia sẻ những kiến thức cũng như là được tìm hiểu thêm về những cái kiến thức mới trong cái lĩnh vực cuộc sống, để chúng ta có những cái trải nghiệm cũng như là những cái hướng dẫn để chúng ta hướng đến là có một cái sức khỏe về cuộc sống được tốt hơn ạ. Em sẽ copy cái đường link để em gửi lên đây cho cả nhà này. Cảm ơn em. Dạ, thầy Thuật vào rồi đúng không ạ? Cảm ơn em. Chào thầy. Dạ.
Em có gửi cái đường link á, cả nhà mình có thể mời người thân hoặc là bạn bè, nếu ai quan tâm đến cuộc sống thì chúng ta có thể mời vào Zoom để được nghe chia sẻ của thầy Thảo, cũng như là được tìm hiểu thêm về cuộc sống để chúng ta có một cái sức khỏe chủ động, đúng không ạ? Tạm thời thì em xin phép là sẽ tắt mic của toàn bộ cả lớp. Khi nào mà chúng ta đặt câu hỏi thì cả nhà mình ấn vào nút Raise Hand giùm em để sẽ giao lưu cùng với lại các thầy. Đợi đợi mấy phút, Am ơi, xin Thảo xin chào cả nhà, xin Dạ, chào thầy ạ. chào thầy Thuật, thầy Viễn, thầy Minh, chào tất cả các thầy bạn, cô Thủy, cô Thúy. Cảm ơn bạn Mơ. Mọi Dạ. người cứ tự do giao lưu một tí ạ. Bây giờ là 8:33 rồi. Cũng nó không biết tại sao mà từ cái hôm mà bị áp dụng cái luật mà chống giãn cách ấy, thì mình cứ cảm thấy như hôm nào nó cũng như là thứ bảy chủ nhật ấy. Nó cứ đùng đỉnh. Nếu mà không có việc gì là 8 9 giờ dậy nó cứ đùng đỉnh thôi. Thầy thầy Thuật với thầy Viễn có thấy thế không? Dạ, yeah, đúng rồi thầy. Đúng đúng vậy đó. Nó như Đúng chủ nhật đấy. thời gian như chậm lại đúng không thầy? Hôm qua thầy Thảo còn hỏi em là ủa hôm nay thứ mấy, thấy ngày nào cũng gặp nhau được giao lưu chia sẻ học hỏi với nhau trên Zoom, nhưng mà không cứ cần quan tâm đến nay là thứ hai hay là chủ nhật nữa, lúc nào chúng ta cũng thấy như thời gian đang chậm lại để chúng ta được Nhưng mà đúng rồi đó, nhưng mà vì vì đừng gọi có chia sẻ tối nay, cho nên là nhớ là hôm nay là thứ năm, cho nếu mà không có chia sẻ của các chuyên gia tối nay thì chắc không nhớ đâu. Dạ đúng rồi ạ. Và điều tuyệt vời nữa là chúng ta được trong thời gian giãn cách, nhưng mà chúng ta được gặp nhau để được học hỏi chia sẻ những cái kiến thức và được nâng cấp bản thân, cũng như là hiểu biết thêm về rất là nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, thì không có gì tuyệt vời hơn đúng không ạ? Và cả nhà mình có thể là mời những người thân hoặc là bạn bè chúng ta, nếu như mà ai quan tâm đến vấn đề về cuộc sống để nâng cao sức khỏe, thì em Mơ Trần vừa có gửi một đường link vào trong Zoom chat, cả nhà có thể copy đường link đấy để mời người thân của chúng ta. Em sẽ mở mic cho cả lớp để cùng giao lưu với các thầy về các vấn đề mà hoặc là về 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 tác động cuộc sống của buổi ngày hôm qua học. Tắm vô rồi. Mọi người thấy trong cái mùa dịch này rảnh rỗi, nhưng mà bản thân mình thì không thấy rảnh rỗi tí nào cả, coi như là từ sáng tới tối là lúc nào cũng thấy là tất bật. Em là một ngày lên Zoom mấy lần luôn đó thầy Viễn, hỗ trợ thầy Thảo với bên rừng gọi và hỗ trợ Zoom, nên là cũng thấy thời gian nó cũng trôi nhanh, một ngày bèo xíu là hết luôn á. Thầy Viễn á, add cho em vào nhóm của thầy Viễn đấy ạ. À, hình như là có thể Nhóm nào ta? Zoom về thực dưỡng với thầy, rồi rồi hình như là em chưa có trong nhóm của thầy Viễn hay sao á. Bây giờ áp bằng cách nào ta? Đây để em hay là mình đưa cái link đây rồi Mơ Trần dạ cũng được bấm ạ. vô hả? Dạ đúng rồi, thầy thầy Viễn gửi cái đường link qua Zoom chat này đi. Dạ có gì cho mạo xin phép đi, mà muốn quan cho tâm mạo xin phép có ý kiến đi đi. Dạ vâng ạ, cháu xin mời chú ạ. Xin phép chào các thầy, chào các cả nhà. Mình là tên là Phạm Văn Mậu, ta lớn lên tại Quảng Nam Đà Nẵng, công tác ở tại thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk. Đây cũng có được con cơ duyên là em An ở Cần Thơ. Sau ba An cần thêm nên đã được ra dự cái lớp tác động cuộc sống. Đầu tiên cũng xin giới thiệu đầy đủ, mình là bên là Phạm Văn Mậu. Còn nhiều lắm. Anh Mậu mở cái mic lại, anh Mậu mở mic lại, anh Mậu ơi. À, cái mic của anh Mậu bị tắt rồi. Alo.
Dạ. À, các thầy nghe rõ chưa? Dạ, nghe rồi ạ. À, rồi. Dạ, xin phép chào các thầy, chào cả nhà. Nghe rõ không, Âm ơi? Dạ, nghe rõ. Dạ, vâng ạ, anh nói dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn mấy thầy. Dạ, em tên là Phạm Văn Mậu, sinh ra lớn lên tại Quảng Nam, Đà Nẵng. À, hiện nay công tác là tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. À, cơ duyên được biết cái lớp học này là qua em An ở Cần Thơ. Rất là hân hạnh được gặp các thầy, gặp tất cả các anh chị em đã quý mến và tôn trọng về ngành chăm sóc sức khỏe có mặt hôm nay. Lời đầu tiên cũng rất là mong muốn rằng là xin các thầy được giao lưu với các thầy, và xin các thầy là cho được cái số điện thoại của mấy thầy để được rằng là các học viên được biết số điện thoại giao lưu học hỏi nó tốt hơn. Điều thứ hai cũng rất là xin phép các thầy với cả nhà đừng là bố con yêu mến sức khỏe không được chuyện bình thường nên là vào lớp này cũng rất là mong các thầy các cả nhà gọi là hợp tác chỉ hướng dẫn tốt hơn. Cũng xin hết lời nhường lời lại cho các học viên mới, học viên khác. Dạ, xin chào các thầy, chào cả nhà. Dạ, cảm ơn anh Mậu rất là nhiều ạ. Em sẽ để số điện thoại của em Mơ Trần lên trên cái tên này. Cả nhà mình một là muốn tham gia vào lớp thầy Thảo về tác động cuộc sống này. Hình như là cái tiếng nó hơi bị vọng đúng không ạ? Để em tắt cái mic mấy mic kia đi. Thảo về tác động cuộc sống thì cuộc sống thì cả nhà mình có thể gửi link. Còn nếu như ai muốn tìm hiểu về thực dưỡng hoặc là nhịn khô thì vào bên rừng gọi để chăm sóc sức khỏe cải thiện toàn diện. Còn bên thực dưỡng ăn uống hàng ngày thì sẽ vào cái group của thầy Viễn ạ. Thì em có thể hỗ trợ cả nhà mình vào trong các group, các lớp học của thầy trong thời gian dịch. Thì mọi người có thể là thứ nhất là được tiếp cận với lại là rất nhiều những cái kiến thức mới. Cái thứ hai là được chăm sóc sức khỏe toàn diện. Thì cả nhà mình cứ hoan hỷ là vào các lớp của thầy để được tìm hiểu thêm, cũng như là có nhiều những cái phương cách để áp dụng làm sao mà chúng ta là chính chúng ta là những người bác sĩ của chúng ta và những người thân của chúng ta, thì chúng ta vẫn cứ gieo những cái duyên tốt lành, những cái hạt giống tốt để lan tỏa ra cộng đồng ạ. Thì là thầy Viễn có gửi cái đường link Zalo để vào trong group đó, hoặc là không thì em Mơ Trần sẽ để cái số điện thoại của em Mơ Trần lên đây. Em Mơ Trần sẽ hỗ trợ cho cả nhà mình vào tất cả các lớp của các thầy để chúng ta được tìm hiểu, học hỏi thêm những kiến thức mới và có những cái lời tư vấn về sức khỏe cũng như là cuộc sống, thân tâm, trí một cách được toàn diện nhất ạ. Dạ, bây giờ em xin mời thầy Thảo ạ. Xin chào cả nhà. Hôm nay ở room mình, bạn có thể bật cái màn hình mà có bốn người lên không? Có cả thầy Thuật với thầy Viễn. Dạ rồi, ok thầy, để em cách đặt nào nhỉ? Em bật cho. Ok, đây em sẽ thầy Thuật, thầy Viễn, thầy Minh. Thầy Minh đấy là những người để ấy. Thầy Thuật đâu rồi? Thầy Thảo đã rồi. Đây rồi. Dạ rồi. Có. Yeah. Rồi thầy Minh nữa đúng không ạ? Thầy Minh. Rồi. Đó. Yeah. Em mơ thấy thầy chưa? Rồi ạ, bộ tứ quyền lực của Zoom của chúng ta ngày hôm nay sẽ hỗ trợ cả nhà mình tất cả các vấn đề từ A đến Z luôn ạ. nên là cả nhà chúng ta cứ hoan hỷ mở tâm ra để đón nhận tất cả những điều tốt đẹp nhất để chúng ta sẽ trở thành những vị bác sĩ của chính mình và người thân của chúng ta, được không ạ? Rồi em bật thế nào để cái màn hình mà nó có bốn người cùng nhau ấy. Đây được rồi đấy thầy, em sẽ chụp hình để em gửi lên nhóm cho bốn hình ở trên màn hình rồi, thầy nhìn thấy chưa ạ? Mình bên này thì mình không thấy, mình cứ thấy là lúc vào thư viện thì tất cả 25 người, còn nếu để một người thì chỉ một người nói thôi. Không, thầy để cái phần diễn giả đi, hoặc là thư viện cũng được, em ghim cả bốn người rồi mà.
Em sẽ gửi lên trên này cho cả nhà xem nha. Là hiện lên 4 người ở màn hình chính rồi đấy ạ. Giới thiệu với cả nhà là cái buổi chúng ta gặp hôm nay là nhân duyên mà được trợ duyên ở những cái người mà mình vừa nói chuyện đấy, là thầy Thuật vừa đề cập đến là thầy Thuật, thầy Viễn. Thầy Thuật thì là hôm qua tự nhiên lại nghĩ ra cái thầy là cái từ là chúa tể rừng xanh, thầy Thuật rừng gọi. Mọi người lên mạng mà đánh chữ rừng gọi.com thì có thể nói là rất là nhiều thông tin, lên mạng đánh cũng rất nhiều thông tin. Thầy Thuật là chuyên về thanh lọc rừng gọi. Còn thầy Viễn là chủ thực dưỡng Khai Minh, một series nhà hàng thực dưỡng ở Khai Minh. Còn Thảo thì là chuyên gia tác động cuộc sống. Hôm nay là có thầy Minh nữa. Thầy Minh là chuyên khoa cấp 2, bác sĩ, tiến sĩ chuyên khoa cấp 2. Thì cũng là đồng môn tác động cuộc sống với Thảo. Tất nhiên là cái tiến sĩ với chuyên khoa cấp 2 thì không liên quan đến, nó là bên y. Thì hôm nay á, cái chủ đề chính của chúng ta hôm nay là theo 6 cái chủ đề của cuộc sống và sức khỏe. Nhưng mà cái chủ đề hôm nay sẽ là suy nghĩ quyết định sức khỏe. Cái chủ đề ghi ở trên là niềm tin quyết định sức khỏe, nhưng nó sẽ bắt đầu bằng cái suy nghĩ. Thì một trong những cái mà mình muốn đặt vấn đề, mình cân nhắc là sẽ nói về tầm quan trọng của cuộc sống, hay là cuộc sống và nhận thức trước, hay là cái suy nghĩ và sức khỏe, thì cũng là cái nhân duyên, cũng là một cái trạng thái cơ chế nào đấy mà cái hormone nó lại khởi lên cái suy nghĩ trong đầu mình, là nói về suy nghĩ, về niềm tin trước. Ở lớp chúng ta là bây giờ là có 135 người, trong nhóm chúng ta đang trong room là 135 người rồi. Tinh thần là ở 6 buổi này, cũng giới thiệu với cả nhà là 6 buổi này thì chắc là một nửa người hoặc 2/3 số người là các cái thành viên của lớp tác động cuộc sống online khóa 1. Cho nên là trong tất cả các cái buổi này, khoảng trong vòng khoảng 2 tiếng thì chúng ta sẽ giao lưu khoảng 1 tiếng về các cái chủ đề theo cái series cuộc sống và sức khỏe. Trong đấy có 6 cái chủ đề chắc mọi người đều nắm được cả rồi. Thế còn lại sẽ là tư vấn, giải đáp để hỗ trợ cái việc chủ động chăm sóc sức khỏe, thần kinh cuộc sống, kết nối với người thân ở nhà, đồng thời cũng là tự nâng cao nhận thức và ý thức chăm sóc cái cuộc sống của mình và người thân. Cho nên là cũng mong tất cả chúng ta là giao lưu quanh cái chủ đề đấy. Nhưng mà vì cái chủ đề sức khỏe thì nó lại gắn rất nhiều đến cái việc ăn và một số cái khía cạnh rất quan trọng ở trong cái 7T của thầy Thuật. Đặc biệt là ở đấy nó có một cái từ mà chúng ta, mình cũng hy vọng chúng ta có duyên ở đây với nhau rồi thì chắc cái ngôn từ nó chung với nhau đấy là cái từ gọi là tĩnh tâm cũng được, gọi là thiền định cũng được. Thì trong cái 7T của thầy Thuật nó có cái đấy. Đấy là một cái rất là với mình thấy rất là may mắn khi mà dăm năm nay rồi có duyên để thỉnh thoảng nghĩ đến nó, thực hành nó, gọi là phong độ đi. Cho nên là thầy Thuật nói bây giờ mình rất là tin cái căn cơ, căn duyên. Thảo xin phép vào cái chủ đề chính hôm nay, là cái chủ đầu tiên trong series đấy là suy nghĩ quyết định sức khỏe. Kể một câu chuyện, bây giờ là 9:11, chúng ta có 40 phút giao lưu vừa rồi, là giao lưu với bốn có thể nói là bốn chuyên gia có duyên, bốn chuyên gia, bốn vị thầy và bốn lĩnh vực gần như là khác nhau hoàn toàn ạ, để tổ hợp cho chúng ta tất cả những vấn đề trong cuộc sống, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Kể một cái câu chuyện liên quan đến chỉ một cái tư duy thôi. Thông điệp thì nói trước là cái thông điệp. Xin nói trước là cái thông điệp là chỉ thay đổi một cái tư duy thôi thì mọi cái trạng thái trong chúng ta thay đổi tức thời. Còn nếu mà chả thay đổi thì nó cũng vẫn cứ thay đổi, vận động là tuyệt đối mà. Có một cái câu chuyện là có một cái nhà, có một cái doanh nghiệp, một doanh nhân buôn bán, làm ăn phá sản. Và sau một thời gian rất dài
lăn lộn, tìm cách nọ, tìm cách kia, vay mượn, chống đỡ thì không vượt qua được. Và anh ta có một cái lựa chọn, một cái quyết định là tối hôm nay 12 giờ đêm anh sẽ ra cái cầu ở gần nhà, có cái dòng sông chảy tương đối mạnh đấy, và sẽ gieo mình xuống đấy, chấm hết một cái cuộc sống như thế là lăn lộn, thăng trầm và bế tắc. Thế thì qua trải nghiệm cho nên anh ta cũng rất là đủng đỉnh, chín chắn, làm hết mọi việc xong là mặc quần áo đẹp đi ra ngoài cầu. Thì anh ấy đi ra đến cái cầu, gần đến cái chỗ cầu thì trời tối, ánh trăng leo lắt. Ra gần đến nơi thì anh ấy thấy một cái bóng mặc một cái bộ áo trắng, gió thổi bay phấp phới ra. Thì anh từ xa anh nhìn thấy, anh tự nhiên trong đầu anh bảo mà, thì anh sợ quá. Nhưng mà sau anh nhớ ra là mình đi để gieo mình xuống đây để chết thì sợ gì ma nữa. Nhân tiện thì dịp cuối cùng để được gặp ma thì anh ta mới tiến sát vào cái bộ quần áo trắng giống như một người phụ nữ đang phất phơ đấy. Anh lại đến nơi thì thấy một cái người cũng đang nhìn anh với một cái ánh mắt có vẻ cũng, khi mà nhìn rõ thấy cũng vẻ hơi sợ hãi. Thế và nhìn kỹ thì đấy là một người con gái, một cô gái trẻ. Thì anh trấn tĩnh lại, anh hỏi là cô ở đây làm gì. Thì cô kia cũng không nói, thì anh hỏi lại là cô ở đây làm gì giữa đêm. Thì cô đấy cô mới sụt sịt, cô khóc, cô bảo là em ra đây để tự tử. Thế bảo làm sao mà phải tự tử, em bị thất tình, nó bỏ em nó theo người khác. Thế anh này anh bảo là người yêu nó bỏ à, bảo người yêu bỏ em theo người khác, em không chịu được, em quyết định em tự tử. Thế anh này anh ngồi anh đứng anh không biết nói cái gì cả. Sau khoảng mấy chục giây thì anh ấy bảo buồn cười nhỉ, trước kia không có người yêu thì chả bao giờ nghĩ tự tử, thế có người yêu xong thì có rồi, thế đến lúc nó chả yêu nữa nó bỏ thì lại quay về cái lúc mà không có gì, thì tại sao nó lại tự tử. Thế trước cái lúc mà có người yêu mới sau lúc có người yêu nó khác nhau cái gì mà ngày xưa thì vui vẻ không tự tử, bây giờ tự tử. Thế cô bé cô nhìn anh này cô ngẩn ngơ, xong cô bảo ừ nhỉ, ngày xưa mình cả một cái quãng thời gian dài nó có làm sao đâu, nó chả có, nó có làm sao đâu, mà bây giờ thì nó lại không có, nó lại như ngày xưa, sao phải tự tử nhỉ. Thế cô bảo đúng rồi, cảm ơn anh mà không nói thì em chả nghĩ ra, bây giờ tự nhiên em thấy nó nhẹ, nó chả có gì cả. Thế thì anh này anh nói xong thì anh tự nhiên anh lại ngớ người ra một cái gì ấy. Thì cô kia cô hỏi thế anh nửa đêm anh ra đây làm gì. Thế này anh này anh rất nhanh trong đầu anh cũng nghĩ, anh bảo quái nhờ, ngày xưa mình không có tiền tay trắng đi ra thành phố lập nghiệp có tiền, thế bây giờ nó hết tiền rồi thì lại về tay trắng lại như ngày xưa, thế sao lại phải tự tử nhờ. Thế thì anh ấy rất nhanh anh nói với cô là tớ đi dạo tí thôi, xong là họ chào nhau về. Mọi người có thấy câu chuyện này quen quen không ạ? Chắc là một vài người thì nghe rồi, một người thì như trải nghiệm rồi. Nhưng hôm nay câu chuyện này mình đã kể một lần ở rừng gọi khi mà được phép thầy Thuật chia sẻ. Nhưng hôm nay muốn chia sẻ với nhà mình là thông điệp của hai người này hoàn toàn khác nhau. Mình xin phép share cái màn hình. Mình share cái màn hình lên để mình chia sẻ. Thứ nhất là có thể nói là, xin hỏi mọi người có nhìn được không ạ? Dạ, thấy ạ. Dạ, cảm ơn cả nhà. Thầy Thảo ơi. Dạ. Thầy Thảo. Thầy Thảo, dạ, Thảo nghe. Câu chuyện của thầy là câu chuyện có thật, mà hôm qua một cái người mà chuẩn bị đột quỵ mà điện cho con và con hóa giải được cái y như thầy Thảo nói á. Giống dạ. Như con này đóng vai trò là một cái người áo trắng á. Và có bằng chứng dạ. Đây, thầy Thảo có thể cho con 30 giây không? 30 giây dạ, thầy chia sẻ. Thầy nói 1-2 dạ. Phút đi thầy Thuật. Và... rồi rồi con chia sẻ cho 1 phút thôi. Rồi bắt đầu con chia sẻ cái màn hình lên cho thầy Thảo với mọi người này. Đây là bài có thật để cho minh chứng cái điều thầy Thảo nói. Dạ. Là cái người này là cũng bị sốc á thầy Thảo. Và dạ. Khi mà như vậy thì là bị huyết áp nó tăng lên 182 này. Và đó 182 101 như vậy, và rất là nhiều cái vấn đề bị sốc á, nhưng mà cuối cùng rồi thì bóc điện thoại lên điện cho con, nói chuyện 11 phút này. Thì sau khi con nói chuyện như vậy, đóng vai trò là người áo trắng nói chuyện như vậy, thì người thương á là cần phải thanh lọc, và như vậy thì cần phải hóa giải những cái đó, và nói chung là cần phải tha thứ và cái
biết ơn cái người mà đã gây khó khăn, đã mà làm phiền cho mình như vậy. Rồi đó, và cuối cùng rồi là cổ nghe được và cổ rất là cảm ơn, và huyết áp của cổ xuống lại này 139 trên 89 là như vậy. Thì đây là vừa nói chuyện với em xong là chị đo huyết áp lại. Cảm ơn em nhiều đã chia sẻ và đồng hành với chị á. Đó thì chỉ cần là một cái câu nói đúng lúc, một chỉ cần là một cái năng lượng bình an vô ý, một lời nói và một nụ cười đúng lúc thì có thể cứu được người. Và như vậy rất là tuyệt vời, trong khi là nếu mà không thì chỉ có thể là bị đột quỵ hoặc là có thể là bị ngất á. Đây là một cái minh chứng rất là rõ ràng. Con đóng vai trò người áo trắng đó. Cảm ơn thầy Thảo. Cảm ơn thầy Thuật. Đấy, mỗi khi nói ra mà lại có những cái minh chứng, có những cái câu chuyện để mọi người, nó giống như là luật hấp dẫn ấy. Xin hỏi mọi người có nhìn được màn hình không ạ? Dạ có thầy ơi. Chúng ta là đều bắt đầu, chúng ta đều bắt đầu bằng một cái người ta gọi là ý đi trước, tâm làm chủ vạn pháp. Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển, an do tâm định, mệnh bởi tâm hành, đúng không ạ? Cái câu này rất nhiều người biết. Thế nhưng mà tâm bắt đầu bằng những cái khởi, những cái suy nghĩ của mình, thì cái gì nó tạo nên suy nghĩ của mình? Mình có thực sự mình chủ động suy nghĩ không? Khi mà khoa học bây giờ đặt vấn đề là mỗi một ngày chúng ta có khoảng 90.000 đến 100.000 cái khởi ý ở trong tâm. Thế thì cái suy nghĩ nó chủ động mình hay là mình chủ động cái suy nghĩ? Thế và dù là suy nghĩ, dù là cảm xúc gì, thì chúng ta muốn đạt được cái gì trong cuộc đời này ấy, thì chúng ta đều phải hành động thì mới có kết quả. Và hầu hết chúng ta ngắn hạn thì là bị động làm theo ý của người khác, còn dài hạn thì là vô thức chúng ta dẫn chúng ta để có những cái kết quả mà chúng ta không chủ động được. Cho nên cái hành động nó có ý thức vô thức, và đứng sau hành động ấy là một cái gì nó gọi là động lực. Động lực bao giờ nó cũng đi với lý do. Và động lực lý do đấy thì đứng sau nó là một loạt các cái người ta gọi là nhu cầu. Thì chúng ta cũng biết là cái nhu cầu của Maslow là một cái kiến thức ngày xưa rất nhiều chúng ta học. Tôi để cái tháp nhu cầu Maslow ở bên trái. Thế và theo cái khoa học NLP bây giờ của những cái nhà coach tầm cỡ thế giới, ứng dụng cái ngôn ngữ mô phỏng người kiệt xuất ấy, thì người ta đã đưa ra một cái quan điểm về cái động lực mới. Và ở cái cơ chế động lực này thì người ta đã cốt cho những người lên đến những cái người như tổng thống Mỹ, phó tổng thống Mỹ, là được diễn giả nhà cốt thế giới Anthony Robbins. Và trong cái những cái khóa học 4 ngày, 5 ngày, 10 ngày thì tất cả Anthony Robbins và một số diễn giả nổi tiếng khác cũng như nhà truyền động lực khác thì đều đưa những cái cơ sở đấy là cái nhu cầu. Chúng ta phải nắm bắt được nhu cầu. Khi mà nói đến nhu cầu, khi mà nói đến động lực thì nó là một hệ thống các cái cơ sở lý luận liên quan đến giá trị, liên quan đến niềm tin, liên quan đến mục đích, liên quan đến lý do, liên quan đến tâm, liên quan đến tầm, liên quan đến phương tiện, rất là nhiều thứ. Và để chúng ta biết là cái năng lực làm việc của chúng ta là cái gì. Nhưng có một cái chúng ta phải tiếp cận rất nhanh được là thế này ạ. Tất cả các cái cơ chế, dù là nhu cầu, dù là cảm xúc, dù là suy nghĩ tạo cảm xúc, suy nghĩ cảm xúc lặp đi lặp lại nhiều lần thì tạo ra nhu cầu. Và nhu cầu đấy đến, được lặp lại đến một cái lúc nào đấy thì nó cần những cái hành động để đáp ứng. Chúng ta những cái này chúng ta nghe nhiều rồi đúng không ạ? Tất cả những đấy nó cho chúng ta trải nghiệm và nó cho chúng ta nhận thức. Và giữa những cái trạng thái của suy nghĩ, cảm xúc kéo dài, lập dài đủ lâu thì nó thành quen thuộc. Và ở góc độ nào đấy nó chính là một cái trạng thái của niềm tin. Cho nên là niềm tin ấy, nó có chính là thông qua những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc của mình lặp đi lặp lại. Mà nó có hai cơ chế, một là lặp, hai là sốc. Những cái người mà ví dụ như là những giáo chủ, như là những lãnh đạo, như là những quyền lực đại diện chính quyền, người ta có thể đưa ra một cái mệnh lệnh gì đấy, thậm chí chưa có văn bản, chưa có pháp lý, nhưng chúng ta buộc phải tin ngay. Và cái đấy nó sẽ can thiệp, chi phối tất cả các hành động của chúng ta. Thế thì ở đây, chúng ta nói qua có tất cả những cái này nó đều ẩn đằng sau nó là một cái tên hóa chất gì đấy.
nó là tên một cái hóa chất gì đấy. Ở đây tôi cái phần quan điểm mới về nhu cầu á, thì có đặt vấn đề là có cái nhu cầu chắc chắn, an toàn, nó thấp nhất, rồi nhu cầu đa dạng tự do. Thế thì chính là hai cái này nó lại gần với cái nhu cầu bản năng sinh tồn và cái được an toàn của cái quan điểm cổ điển của Maslow, nhưng nó có gắn với những cái trạng thái thông qua thực nghiệm của những cái nhà cốt cốt tâm thức bằng cách mô phỏng người kiệt xuất. Thế rồi những cái yêu và được yêu, rồi những cái là tầm quan trọng, thì nó lại liên quan gần đến cái được công nhận, được thuộc về của một cái xã hội. Thế trong đấy thì cái là quan trọng với cái trưởng thành thì nó lại gần với cái gọi là được thể hiện bản thân, rồi được tôn trọng, được tôn trọng và thể hiện bản thân. Thì lúc nãy quay lại lúc nãy là cái cô bé mà cô định tự tử ấy, là cô nằm ở cái cấp độ là cô vị kỷ, cô nằm ở cái cấp độ ba cấp độ bên dưới, có nghĩa là cô thiếu mất cái chắc chắn trong tình cảm, cô không được còn được yêu đương nữa, cô thấy cô bị bế tắc và cô cảm thấy không được yêu nữa, thì cô bế tắc ở cái phần cái này. Nó liên quan đến cái môi trường, cái động lực này nó đến chủ yếu do môi trường. Thế còn cái anh kia thì khi anh mất tiền thì anh cảm thấy anh ấy mất, anh không còn là người quan trọng nữa. Tất nhiên đã ở trên thì nó sẽ có ở dưới. Khi đã nghiên cứu đến cái mức độ quan trọng của mình với một người khác, với một tập thể khác, thì lúc đấy nó có cả những cái ở dưới, người ta cũng sẽ mất đi những cái ở bên dưới, và người ta không vượt qua được cái trạng thái mong cầu, cái trạng thái mà người ta nghĩ người ta đáng là, xứng đáng được là đấy. Và chính đấy thì anh đấy, anh ở cái cấp bên trên, có nghĩa là này, anh không vượt qua được bản thân anh. Còn cái người cô bé thì cô không vượt qua được môi trường. Thế và để khỏe mạnh ấy, thì làm thế nào thì làm. Chúng ta dù gọi là suy nghĩ, dù gọi là hành động, dù gọi là cảm xúc, lòng tin, hay là tất cả các cái cấp độ của nhu cầu cũng như là cấp độ của nhận thức ấy, thì chính đại diện của nó là một cái loại hormone nào trong cơ thể mình. Và cái hormone đấy thì có thể chúng ta có thể nhân tạo, chúng ta nghĩ ra, chúng ta bơm vào. Ví dụ có 4 loại hormone giúp chúng ta khỏe mạnh, giúp chúng ta cân bằng, giúp chúng ta vui vẻ, giúp chúng ta tự tin, giúp chúng ta cảm thấy kết nối với vũ trụ. Đấy là cái hormone đầu tiên là dopamine. Cái loại thứ hai là endorphin. Dopamine nó giúp chúng ta rất là tự tin, nó giúp chúng ta rất là tự hào, nó giúp chúng ta, nó là những cái phần thưởng trong cái hành trình. Chỉ cần chúng ta nghĩ ra một cái gì, chúng ta làm được một cái gì, chúng ta gọn gàng hay khỏe mạnh mà chúng ta cảm nhận được cái dopamine nó ra, ai khen một câu dopamine nó ra ngay. Endorphin thì là trên cái hành trình để chúng ta làm những cái việc nó có ý nghĩa, làm những cái việc để nó thể hiện bản thân, làm những cái việc để cảm nhận trưởng thành. Chúng ta có rất nhiều thử thách và ở đấy hoàn toàn chúng ta có những cái nỗi đau thể xác, tinh thần, nhưng mà cái endorphin này nó lại như một cái thuốc phiện, nó cho mình cái cơ chế hạnh phúc, nó gọi là đau nhưng mà không khổ, mà thậm chí còn đau sướng. Nói về đau sướng ở đây thì đề nghị mọi người ở trong cái cộng đồng tác động cuộc sống và chữa bệnh không thuốc là phải làm thế nào truyền cái trạng thái dopamine mà mình hiểu được sang trạng thái của người bệnh, để khi mình chữa người ta đau mà đau sướng. Trong tác động cuộc sống có cái từ là đau dễ chịu, chúng ta đau mà không dễ chịu là không được. Cái hormone thứ ba rất là quan trọng, đấy là cái hormone oxytocin, nó liên quan đến dục và tình cảm. Nhưng có những người rất là stress, có những người rất là trầm cảm, và cái hormone đại diện cho tình cảm, đại diện cho tình dục, tình yêu này á, người ta không tự tin, người ta không có, và người ta được an ủi qua cái việc chơi với những con thú vật, con mèo, con chó. Những cái con đấy nó rất là tin tưởng, nó rất là yêu quý người ta, và người ta cảm nhận được cái điều đấy. Người ta không tự tin để tiếp cận với con người với nhau nữa. Còn cái hormone cuối cùng là cái hormone serotonin, một cái hormone có thể nói là nó ở cái trạng thái, nó đại diện cho một cái trạng thái cân bằng ở những cái mức độ nào lên đến cái mức độ tối thượng tối hậu. Ở cái trạng thái này thì chúng ta được tôn trọng, chúng ta được kính trọng, chúng ta được cân bằng. Thực ra chính chúng ta lúc đấy đã ở cái trạng thái đấy rồi. Cho nên là 4 cái hormone này nó liên quan
rất liên quan đến sức khỏe, và bốn cái này nó là một bộ của nhau. Ví dụ có cái nọ thì có cái kia ở các mức độ khác nhau. Thế thì không phải là chúng ta cứ phải đạt được cái gì hay làm cái gì ở vật chất, mà chỉ cần bằng một suy nghĩ, chỉ cần bằng một hành động, chỉ cần ở một cái trạng thái tiếp cận với ai thôi. Có ba cái nhé. Một là cách chúng ta suy nghĩ, chúng ta diễn dịch thế nào. Hai là chúng ta vận động cái cơ thể như thế nào, cái ngôn ngữ cơ thể nào, đặc biệt là cuộc sống. Và thứ ba là chúng ta ở cạnh cái nguồn năng lượng nào, cạnh một cái người nào, hay một cái vật gì, hay một cái thông tin gì, thì lập tức chúng ta cũng hoàn toàn có thể có cái này. Và nếu chúng ta có cái này, thì cũng là một cái chất kích thích, một cái chất hạnh phúc mà chúng ta có thể ở góc độ nào đấy thay thế bằng những cái chất, nó gọi là morphine nhân tạo bên ngoài, còn đây là các loại morphine nội sinh. Thì những cái bên ngoài nó lại có một cái sản phẩm phụ, đấy là những cái hóa chất mà sau này khi nó tích tụ đủ, nó làm hại chúng ta về thể chất, về tinh thần, về thậm chí là cao hơn nữa. Cũng như là sau này chúng ta sẽ tạo một cái cảm giác bị động, và khi đến những cái chu kỳ, đến những cái trạng thái chúng ta không có được, chúng ta nghiện và chúng ta phụ thuộc vào đấy, chúng ta bị giam hãm ở trong đấy. Xin nói qua về cái Maslow này. Cho nên là chúng ta cần phải nhớ có mấy cái là động lực, lý do, rồi nhu cầu để chúng ta hành động để có kết quả. Tất cả là những cái trạng thái hormone, và hormone chúng ta có thể diễn dịch bằng suy nghĩ thông qua nâng cao nhận thức. Thứ hai là thông qua nhận thức và ý thức để vận động cái cơ thể như thế nào. Cái thứ ba là chúng ta ở gần với ai, ở gần cuốn sách gì, ở gần người thầy, người bạn, cuốn sách nào, những cái có giá trị. Khi mà nói đến sức khỏe thì báo cáo với cả nhà là nó có những cái quan điểm mà tôi rất thích. Đấy là đã nói đến sức khỏe là phải nói đến cái sự trọn vẹn, cái sự toàn thể. Và người bây giờ, một trong cái làm chúng ta yếu là chúng ta vận động quá ít. Và người ta phát hiện ra cái gọi là vận động thì nó gắn liền với trạng thái cảm xúc. Chính vì thế cái thái độ chúng ta hiển lộ ra ngoài, cảm xúc chúng ta ra sao người khác biết ngay. Đấy là những cái hoạt động ở góc độ nào đấy nó vô thức. Nhưng kể cả cái việc chúng ta cầm một con thú, nó có những cái phòng tâm lý trị liệu, người ta dùng những cái nộm hình người để người ta đánh, người ta đập, người ta gào thét ở trong đấy. Hoặc là tự nhiên mình chạy ra ngoài, có những người giữa đêm lấy xe phi đi mấy chục cây số. Tôi đã từng gặp những người như thế rồi. Nói bảo thầy là em là nửa đêm bây giờ em không thể chịu được, em phải dậy em chạy, em đập phá, rồi em có khi em bác xe, em phi mấy trăm cây số luôn, không chịu được. Đấy, tại vì cái cảm xúc nó gắn liền với hành động của chúng ta rất là rõ. Cho nên là chúng ta có thể thông qua những cái phương tiện đấy để lấy phương tiện nọ, kiểm soát phương tiện kia. Và người ta cho rằng đến bây giờ con người hiện đại này, ngoài những cái người văn phòng và làm về cái gọi là kiến thức, tri thức với sách vở, máy tính ngồi nhiều quá, thì nói chung con người ở thành phố nói chung, cái mức độ vận động chỉ bằng 5-10%, thậm chí 1% của những cái người ngày xưa thôi. Và đấy là một cái điều rất đáng ngại liên quan đến sức khỏe. Cái thứ nhất là vận động thể chất và cảm xúc, hai cái này nó kết nối với nhau. Chính vì vậy cho nên là chúng ta rất cần phải vận động nhiều để kiểm soát cảm xúc và thể hiện cảm xúc thông qua các vận động có chủ ý, có định hướng, có tác ý, để chúng ta không bị mất kiểm soát cái hành động vì cái cảm xúc nó dẫn dắt nó. Thứ hai là cái điều rất quan trọng là kết nối với sức khỏe, đấy là kết nối với thiên nhiên. Chúng ta được hình thành từ tứ đại, hoặc là theo triết học y học cổ truyền, triết học phương Đông mà nó là nền tảng cho y học cổ truyền, đấy là ngũ hành. Thì theo cái quan điểm tứ đại rất là hay là đất, nước, lửa, gió. Khi mà chúng ta tiếp cận với nước, với đất, chúng ta tiếp cận với thiên nhiên, cây cối, oxy, dầu và sạch, có cái tỷ lệ cái oxy nguyên tử, ozone rất quan trọng, và cái ánh nắng mặt trời, đấy là những cái giúp chúng ta sức khỏe, giúp chúng ta giải tỏa được rất nhiều cái cơ chế. Cái thứ ba rất là quan trọng, đấy là ăn uống. Chúng ta không gì khác ngoài cái chúng ta ăn vào. Có những cuốn sách như là thức ăn quyết định số phận chúng ta, đúng không ạ? Cái thứ bốn là cái vấn đề, nó gọi trong tứ khoái, nó có ăn, và cái thứ hai nó gọi là bài tiết vô cùng quan trọng. Chúng ta bài tiết qua hơi thở. Cho nên có những người, người ta dạy thở, người ta chỉ yêu cầu thở sâu nhất, thở ra nhiều nhất có thể, thở ra nữa đi, thở nữa đi, còn lúc đấy nó sẽ tự hít vào. Còn nếu mà chúng ta đi học bơi, chúng ta biết một trong những kỹ thuật là thở ra, còn hít vào là chỉ nó tự hơi há mồm ra cái nó vào ngay, đúng không? Và bài tiết qua da rất là quan trọng.
con ếch sơn nó vào là nó chết, nếu còn cắt phổi thì nó chưa chết ngay, sơn vào chết ngay. Bài tiết qua da rất là quan trọng. Cái da chúng ta tại sao khi mà nó gọi là phế chủ bì mao, cái phế với cái bì mao nó gần như là một, nó kết nối với nhau. Cho nên nhìn cái da là biết là phế yếu, nhìn cái da là biết là gan có vấn đề. Một cái thì thải chất độc, một cái thì liên quan đến hô hấp. Thế và đặc biệt là cái đại tràng của chúng ta, cái hệ tiêu hóa của chúng ta, đại tiện, tiểu tiện, trung tiện. Và cái đại tràng là cái phần nó hỗ trợ, nó bắt đầu, nó là cơ chế để đẩy những cái kho, để đẩy những cái chất thải ra cuối cùng. Nhưng nó là chỗ tận dụng, tiết kiệm rồi thì sử dụng để làm những cái, tạo ra những cái chất. Cho nên là chúng ta rất, những cái người có những cái thần y từ những cách đây hàng nghìn năm, bất cứ người bệnh nào đến người ta cũng bắt đầu tiên bằng sổ. Nhưng người ta sổ như thế nào chứ không phải sổ vô, gọi là cứ chung một chế độ cho tất cả những người như nhau, là không phải là sổ cuối cùng. Tại vì cái đại tràng chúng ta nó có những cái giai đoạn nó cần yên ổn để nó làm ra những chất gì đấy. Chúng ta hình dung chúng ta ủ rất nhiều cái để làm men, làm enzyme, làm vi khuẩn có lợi nọ kia. Nếu mà chúng ta động đậy và nó không để nó đủ thời gian đủ lâu thì nó sẽ không làm được cái việc đấy. Thế và cái thứ năm là chúng ta phải làm thế nào để chế tác được cái thế giới nội tâm theo cách của mình. Đấy là chính là cái gọi là một trong những cái nền tảng mà tôi mới dịch một cuốn sách. Tôi dịch nháp nhưng tôi dịch, tôi chỉnh cả trăm lần cuốn sách kỹ thuật nội tâm của huyền môn Sadhguru. Tôi nhắc lại năm cái nhé. Cái thứ nhất là hoạt động thể chất, tại vì nó gắn liền với cảm xúc. Cái thứ hai là kết nối thiên nhiên. Cái thứ ba là ăn uống. Cái thứ bốn là thải độc, bài tiết. Và cái thứ năm là kỹ thuật nội tâm. Thế thì cái này chính là nâng cao nhận thức. Khi chúng ta nắm được rồi là nâng cao nhận thức. Nâng cao nhận thức thì nó quay lại, nó thay đổi niềm tin giới hạn thành cái niềm tin gọi là không giới hạn và tích cực. Tất nhiên phải thông qua rất nhiều trải nghiệm. Và chính cái niềm tin này nó lại quyết định, quay lại lại củng cố, quyết định lại cái diễn dịch trong cái suy nghĩ của mình, trong những cái tư duy của mình. Cho nên là cái suy nghĩ là bắt đầu. Thậm chí là này, ai tiêm cho chúng ta một cái mũi chất gì đấy, hay cho chúng ta ăn uống cái gì, cái suy nghĩ chúng ta khác hoàn toàn lúc bình thường. Cho nên là cái bắt đầu bằng suy nghĩ, cho đến cái nhận thức, cho đến cái siêu nhận thức, và quay lại với nhau, nó là những cái nó quay đi quay lại với nhau để nó nhấc tất cả lên. Đấy, Thảo vừa nói 20 phút, không biết là có treo đầu dê bán thịt chó không. Thế nhưng mà bắt đầu cái slide đấy, hôm nay Thảo có 13-14 slide chia sẻ đến cái chỗ này. Có ai ý kiến một cái gì xong để, nếu không là Thảo, không biết là Thảo lại làm một mạch 45 phút một tiếng nữa luôn. Có ai có một cái ý kiến gì không ạ? Hôm nay thực ra là cũng giới thiệu với cả nhà là hôm qua có bác sĩ Quan Vân Hùng có lấy cái yêu cầu mình mời thầy đến và mời cô giáo Thúy đến, là những cái cô giáo, không biết thầy cô có đến không, thì cũng không dám mời thầy cô ra, nhưng nếu được thì thầy cô cũng rất là mong mời các thầy cô đến, để cũng như là một thầy, một cô có kiến thức rất là trải nghiệm như thầy Hùng hay là cô Thúy về tâm lý, tiến sĩ tâm lý, còn thầy Hùng là gọi là chủ tịch cái câu lạc bộ 4T mà hôm trước nói chuyện ở chỗ thầy Viễn ấy. Rất mong là thầy cô có thể là nghe, có thể là tham khảo sau, như sau này sẽ góp ý cho Thảo về cái chủ đề thứ nhất, cũng như là nếu được cả năm chủ đề sau. Thầy Thảo có muốn cho 30 giây để con minh họa cái hình mà nằm ngủ ở trên tuyết trên đỉnh Phan Xipang không, cho mọi người xem cái sự cân bằng á. Dạ vâng, mời thầy thuật để cho mọi người tham khảo đi ạ. À rồi, cái hình đó nha, cái hình mà ngủ trên tuyết, nằm trên tuyết đó, và thầy Thảo có thể minh họa, có nghĩa là cái này cả là nhà, phải công bằng mình, cả mình nhà mình cùng đằng. Xem hình ảnh thầy Thuật sẽ chia sẻ hình ảnh thầy Thuật nằm trên tuyết ở trên đỉnh Phan Xipang khi mà đi cùng với một nhóm mọi người, thì thầy đã đạt đến cái trạng thái cân bằng rồi, thì nóng hay lạnh nó không còn quan trọng nữa. Và chúng ta cũng đang trên hành trình giống như là chữa lành cơ thể. Dạ. Nhà mình thấy chưa ạ? Nhà mình thấy chưa? Thấy rồi thầy.
Thấy rồi thầy ơi. À đó, thì đó mọi người thì mặc là áo len trong ngồi rồi là rung cầm cập, mà còn con thì lên con cởi trần rồi chơi với tuyết như vậy. Có nghĩa là thầy Thảo nói rằng cái đỉnh cao của cái sự trưởng thành và cân bằng á, nó là một cái tiến trình mà nó thanh lọc, mà khi mà thanh lọc mà thật sự rồi á thì mình được hợp nhất với vũ trụ và cái tâm mình không còn bất cứ một cái phiền muộn lo lắng gì hết, thì mình có khả năng tự chữa lành và chắc chắn là không có bệnh tật nào mà nó xâm hại được với mình, khi mình với thiên nhiên là một ạ. Thì đây là một cái sự cân bằng đó, cân bằng cả và bên trong bên ngoài, và cân bằng cả cái đó mình chỉ cần dùng cái đầu thôi là mình có thể đứng dậy được chẳng hạn như vậy đó, và mình với tuyết là một. Thì đây là cái sự, còn cái sự cống hiến và tỏa sáng giống như thầy Thảo nói á, một công dân như con nhưng mà cũng có tiếng nói đến chủ tịch nước, và chủ tịch nước chuyển cho quốc hội và ủy ban khoa học công nghệ môi trường rồi năm bộ ngành liên quan, đỡ mà bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, bộ tài nguyên môi trường, bộ khoa học công nghệ, bộ công thương đỡ xem xét lại cái quyết định của thủ tướng về cái việc mà phá rừng Cát Tiên đỡ làm thủy điện, và cuối cùng thành công và thủ tướng đã dừng lại đó, thủy điện Đồng Nai 663 đó. Hay là vấn đề con có lên tiếng với chủ tịch quốc hội với phó thủ tướng Vũ Đức Đam đỡ xem xét lại những cái vấn đề của chương trình sữa học đường, hay là con góp ý về vấn đề là bên luật an toàn vệ sinh thực phẩm nè, có những cái điều mà phải chỉnh sửa. Thì với một cái công dân bình thường như vậy, nhưng mà mình có một cái tâm sáng và mình có một cái trí tuệ thì mình có thể đóng góp, và những cái việc đó là cả một cái tập thể chính phủ họ làm, nhưng mà chỉ cần một công dân thôi, và nếu mà mình thanh lọc tốt, mình có cái thấy sâu thì mình có thể tỏa sáng thôi, cống hiến thôi ạ. Dạ, biết ơn thầy Thảo, biết ơn tất cả. Dạ, cả nhà mình thấy video không ạ? Chúng ta cùng comment số 6 để gửi lời cảm ơn đến thầy Thuật đã chia sẻ những cái hình ảnh vô cùng tuyệt vời, và những cái đóng góp của thầy mặc dù là một cá nhân thôi, nhưng mà thầy cũng đang gây dựng lên một tổ chức, một cộng đồng rừng gọi để lan tỏa đến được càng nhiều người càng tốt ạ. Dạ, và để tiếp tục chương trình thì em xin mời thầy Thảo ạ. Dạ, thầy Thảo cho anh Minh một phút. Dạ, anh Minh nói đi. Xin phép các thầy cũng như là các anh chị em trong room. Thầy Thảo đang xin phép thầy Thảo share cái màn hình của slide đầu tiên, có bốn cái hormone mà thầy đưa lên để minh họa nói chuyện một chút thì nó hay hơn. Thầy cho cái slide đó. Mọi người xem được chưa, nhìn được chưa? Chưa. Chưa nhìn thấy. Hay nói chuyện. Cái slide thầy ơi. Slide số 1 đó. Ok. Thấy hả? Ok. Được chưa? Dạ được rồi ạ. Rồi. Cũng xin trao đổi nói sâu hơn một chút với cả nhà, với vai trò là một bác sĩ thì thầy Thảo có đưa ra bốn cái hormone, chúng ta gọi chung một cái từ là hormone hạnh phúc. Tôi xin nói kỹ thêm một chút. Thứ nhất là dopamine, thầy Thảo nói đúng, thầy đã nói đấy là hormone về động lực. Thì cái này thì tất cả hormone đều là tác động về thần kinh, đây là đấy, chất dẫn truyền thần kinh làm cho con người ta cảm thấy nó khao khát hơn với những cái mong muốn, hoặc khao khát hơn trong cuộc sống, đấy là nhất, và làm cho người ta cảm thấy cái khao khát này, người ta muốn thực hiện được cái khao khát này của mình, cái động lực chính là như thế. Ngoài ra thì dopamine còn là một cái dẫn chất trực tiếp duy trì sự sống thông qua duy trì sự hoạt động của hệ tim mạch. Chúng ta đều biết là ví dụ trị mạch thì các bác sĩ phải sử dụng dopamine, và bây giờ thì không phải là tính giọt nữa mà tính theo gọi là theo máy rồi, thì các anh các chị đều biết cái chuyện đó, và chúng ta có thể tham khảo trên mạng. Đấy là cái hormone thứ nhất. Cái hormone thứ hai mà tôi muốn chia sẻ đấy là oxytocin. Oxytocin thì ta vẫn gọi là hormone tình yêu, nhưng oxytocin là một trong những cái dẫn xuất để làm co bóp cơ tử cung của phụ nữ. Cái này thì ngoài cái chuyện nếu ai mà phụ nữ mà đi đẻ và đẻ chỉ huy ấy, thì người ta dùng oxytocin. Tuy nhiên oxytocin không phải chỉ có ở nữ đâu mà trên nam giới đều có. Bởi vì sao? Nó giúp cho chúng ta thăng hoa hơn, chúng ta cảm thấy là yêu mến cái người bên cạnh. Và người khoa học người ta cũng đã có những công trình nghiên cứu, chúng ta thấy là khi mà các cặp đôi mà đang gọi là giai đoạn đầu đang thăm dò tìm hiểu nhau, và mỗi lần gặp là một lần coi như là khám phá, thì thấy là cái lượng oxytocin nó tăng lên rất nhiều. Đấy là cái hormone thứ hai tôi chia sẻ. Cái thứ ba là cái serotonin, là cái hormone điều hòa cái tâm trạng, cái điều hòa tâm trạng. Nó chính serotonin còn là cái dẫn xuất để mà điều trị trong trầm cảm. Thì cái này nó kích thích để làm cho tất cả là khả năng nhớ tốt lên, ăn ngủ tốt lên, tất cả mọi cái, và cảm thấy là
là cuộc sống nó hoạt bát, rất đặc biệt là trong trường hợp mà bị trầm cảm. Và cái hormone cuối cùng tôi muốn nói mà thầy Thảo đã ghi đây là endorphin. Endorphin nó gọi là hormone, gọi là morphine nội sinh. Morphine nội sinh là nó làm cho chúng ta cảm thấy rất dễ chịu. Cho nên tại sao vừa nãy thầy Thảo nói cái từ mà nghe nó cũng vui vui, tức là đau một cái sung sướng. Thực chất là gì? Chúng ta trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều cái áp lực phải chịu đựng, nhưng mà nhiều khi người ta lấy cái đó, những cái áp lực đó làm hạnh phúc. Ví dụ như là được chia sẻ quyền lợi, để nói ngắn gọn hơn, gọi là nó cụ thể hơn, ví dụ chia sẻ tiền bạc, chia sẻ sức khỏe cho những người thân trong gia đình, cho những người mà ngoài xã hội. Chia sẻ sức khỏe là gì? Ví dụ chúng ta đi hiến máu tình nguyện, ví dụ chúng ta hiến thận, hoặc là một cái người mà chết não có thể mang lại hạnh phúc cho 5 người. Các anh chị đều biết rồi, ví dụ như là giác mạc, ví dụ như tim, như phổi, như thận, như gan. Đấy là những cái mà hiện nay chúng ta đang ghép, thì đấy là tôi nói thế. Nhưng tuy nhiên nó có một cái câu chuyện, các chị để ý, thầy Thảo nói 5 bước. Đấy, thứ nhất là hành động, thứ hai là hòa mình thiên nhiên, thứ ba ăn uống, thứ tư là bài tiết, và thứ năm là cái kỹ thuật nội tâm. Thì cuối cùng là gì? Thực ra kỹ thuật nội tâm chính là bản lĩnh, nhưng mà kỹ thuật nội tâm này, hay nói cách khác là cái yếu tố tinh thần này, nó thông qua hai cái. Thông qua thứ nhất là thông qua cái trải nghiệm thực tế, và cái hai là nhận thức. Cái nhận thức của người ta qua trải nghiệm ta nhận thức, và nhận cái trải nghiệm thì có thể là bản thân, hoặc là trải nghiệm của những cái người xung quanh chúng ta, và chúng ta thấy cái trải nghiệm đó chúng ta đưa vào thành kinh nghiệm của mình. Còn cái nhận thức thì là gì? Nhận thức chúng ta có hai cái hình thức để hình thành nhận thức. Thứ nhất là chính bản thân chúng ta tự đọc, và cái hai là do những người, có những người người ta đứng lên, các nhà lãnh đạo, hay là những người lãnh đạo từ là cấp phòng nhất vào bố mẹ. Đấy là gì? Cái nhận thức được gọi là được định hướng bởi những người mà có, thứ nhất là có quyền lực với chúng ta, quyền lực về nhà nước, quyền lực trong gia đình, hoặc là những người mà chúng ta hết sức là tôn trọng. Thì thực ra thì câu chuyện này nó là câu chuyện nó là từ là lý thuyết và thực hành. Người ta bao giờ trải nghiệm thực hành, sau đó mới từ thực hành đưa ra lý thuyết, và lý thuyết sẽ soi sáng trở lại. Thì tôi nghĩ là cái đây một chuyên đề cực kỳ hay luôn, cực kỳ hay, giữa ô tô tinh thần vật chất. Đấy là thứ nhất. Và hôm qua thì cũng xin phép thầy Thảo chia sẻ một chút. Hôm qua, tối hôm qua thì vừa ăn cơm hơi muộn thì điện cho thầy Thảo, mới nói là thấy rằng là có rất nhiều cái có rất nhiều trong cái lĩnh vực của mình, có rất nhiều cái mình xây dựng. Tôi có tư hay dùng từ topic, rồi những cái chủ đề ngắn ấy, để chúng ta trao đổi. Thì đây cũng là cái vấn đề mà ví dụ như là vai trò của gan, vai trò của thận, vai trò thần kinh gì đấy trong cuộc sống. Thì tôi thấy là có lẽ đúc kết lại trong 5 bước của thầy Thảo nói ra, thì cái bước cuối cùng là cái bước mà chúng ta sẽ làm chủ được khi chúng ta đầy đủ nhận thức, chúng ta điều chỉnh được cái hành vi của chúng ta. Vì sau khi nhận thức được một cách toàn diện thì chúng ta điều chỉnh lại 4 cái hành vi phi trị mà đã xảy ra trước đấy. Thế xin phép thầy Thảo là nói sâu hơn một chút để anh chị em hình thành, bởi bài thầy Thảo rất là rộng, nhưng mà tóm tắt lại một chút để chúng ta hình dung được. Xin hết ạ. Cảm ơn anh Minh, rất cảm ơn anh. Đây là một cái nhân duyên rất là đặc biệt để tự nhiên anh lại xuất hiện theo một cái cách nào đấy ở năm 2 thận nhuộm, cách đây khoảng 1 tháng, mặc dù anh em mình biết nhau rất là lâu rồi, đúng không? Mình xin phép cả nhà, Thảo xin phép tiếp. Mọi người có nhìn được không? Dạ được thầy ơi. Vâng, xin quay lại cái slide đầu tiên của cái trang mình chia sẻ. Ở đây nó có một cái từ là không ngừng nâng cao nhận thức và sống có ý thức. Câu này sau 3 năm mình chơi với nó. Sau 3 năm mình chơi và mình luôn nghĩ đến cái câu này thì mình thấy nó thích quá. Tại vì mình thấy là thế này. Cái không ngừng nâng cao nhận thức và sống có ý thức, mọi người sẽ để ý đến vừa rồi thầy Minh vừa nhắc lại đấy. Tất cả ở các cấp độ nhận thức khác nhau quyết định cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Ngay tức thời và cũng là nhân quả, cái quả của hiện tại. Thế và sống có ý thức, mình nói rất nhiều là rất nhiều cái
kiến thức chúng ta có nhận thức được, ví dụ như là ý thức trong tập luyện, ví dụ như là ý thức trong ăn uống, ví dụ như là ý thức trong vệ sinh, nói chung bài tiết, và ý thức trong học tập quan hệ để nâng cao nhận thức, thì đấy chính là ý thức, đấy là ý thức sống, nhưng mà chúng ta không làm được. Cho nên cái từ không ngừng nâng cao nhận thức và sống có ý thức nó sẽ nằm ở một số nhiều trang, tại vì mình cứ lắm chỗ nào trống thì mình không biết làm nào, mình lại cho vào cái slide đấy. Cái chủ đề hôm nay là niềm tin quyết định sức khỏe, thì cái công thức mà là suy nghĩ nó chính là cái diễn dịch thành cảm xúc. Khi nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần thì nó tạo ra một cái nhu cầu, và cái nhu cầu đấy khi nó lặp lại ở một cái độ mức độ sốc lặp đến mức độ nào đấy thì nó sẽ tạo ra hành động để đáp ứng nhu cầu, và đấy chính là trải nghiệm của chúng ta. Dù chúng ta quyết định cái cảm xúc là không làm gì hay là làm cái gì, thì tất cả những cái đấy đều là những cái hành động để đáp ứng cái nhu cầu ở bên trong chúng ta, những cái trạng thái hormone. Và cái trải nghiệm đấy cộng với nhận thức của chúng ta cho chúng ta cái niềm tin ngắn hạn, tính bằng năm, bằng tháng. Và cái niềm tin này ở nhiều khía cạnh của cuộc sống, nó tạo thành nhận thức của chúng ta, và nhận thức của chúng ta mức độ ổn định hơn. Và người ta đặt vấn đề có một cái mức độ siêu việt nào đấy của nhận thức. Đấy là khả năng ý thức của chúng ta kết nối được minh triết của tế bào. Chúng ta là một cộng đồng 50.000 tỷ tế bào. Trong đấy, trí nhớ của mỗi tế bào chính là gia sản về trí tuệ của cả nhân loại, của cả tổ tiên, của cả ký ức lịch sử. Cho nên nếu ý thức chúng ta kết nối được với tế bào, với cái thông tin, với cái sóng của tế bào và diễn dịch được, thì là một cái trạng thái siêu việt. Đây là ý của Thảo thôi nhé. Hôm qua khi mà đọc cái câu nói của ông Manson Mandela, xin lỗi cả nhà quên tên ông Mandela. Vâng, mà Thảo đưa cái câu mà ông đưa lên cái nhóm của mình ấy là muốn phá vỡ một cái chỉnh thể, một cái xã hội thì chỉ cần hạ gục giáo dục xong. Thì ở đây lại có một cái câu là không ngừng nâng cao nhận thức. Bạn ấy không lên được mùi như thế, không lên được mùi. Anh pha lấy quả cù cà phê thì không lên được. Lại có cái câu không ngừng nâng cao nhận thức và sống có ý thức ở bên này. Mọi người nghe cái đấy và mong mọi người đồng hành với Thảo để ngẫm nghĩ về cái câu này. Thứ hai là cái cuốn sách là Thầy Cô Hạnh Phúc Sẽ Biến Đổi Thế Giới. Cái cuốn sách này là khi ở cái buổi triển lãm các cái thư pháp và sách của Thầy Thích Nhất Hạnh, thì Thảo ra và Thảo đọc ngay cuốn sách này vào và nghe rất nhiều rồi, cho nên là mua ngay hai cuốn. Thì đọc thì cũng mới phát hiện ra là đây là cuốn sách của Tăng, của cái Tăng Đoàn theo ý tưởng của Thầy Thích Nhất Hạnh để viết cái cuốn này để gửi tặng thầy cô. Và mình khi mà nói cái câu là Thầy Cô Hạnh Phúc Sẽ Biến Đổi Thế Giới là tự nhiên mình kết nối ngay cái câu là lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo là mẹ hiền. Cho nên là với cái trải nghiệm của mình 52 tuổi và thăng trầm trong các cái mối quan hệ và nhiều lĩnh vực khác, thì mình thấy là cái hạnh phúc của bố mẹ, của thầy cô nó quan trọng vô cùng. Người mẹ bình yên là các con bình yên. Cái này sẽ được có cơ hội, ai có duyên Thảo sẽ nói kỹ ở cái phần cuối cùng. Đấy chính là sức khỏe học đường. Làm thế nào mà các hoạt động vi tính khách quan lại làm phát sinh ra được các tâm thức chủ quan? Đây là một cái câu hỏi mà mình nghĩ rằng các nhà khoa học sẽ không bao giờ tìm được. Các nhà khoa học chứ không phải những người đọc và nghiên cứu khoa học đâu ạ. Khi mình nói chuyện, mình giới thiệu ai là nhà khoa học, mặc dù đã là giáo sư, tiến sĩ rồi, như một người đàn anh của mình, mọi người cũng nghe là tiến sĩ, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tiến Vượng đấy. Anh mắng ngay, anh bảo là chú có biết thế nào là nhà khoa học không? Chú có bằng giáo sư là nhà khoa học à? Đấy. Và mình tin cái câu này chúng ta sẽ nghe rất nhiều ở trong những cuốn sách về mới ở gần đây. Các cái hoạt động vi tính khách quan chính là các cái cơ chế chất truyền dẫn thần kinh phóng ở trong các cái đường mòn trong giữa các cái synapse của hệ thống cái thần kinh neuron của chúng ta. Thế còn cái thứ hai là bản giao hưởng hormone, chính là tất cả các bản giao hưởng, các cái cơ chế của nội tiết tố các cái hormone
kết nối, truyền dẫn ở trong cơ thể mình. Và trong tác động cuộc sống thì một trong ba cái lĩnh vực phân chia bệnh là bệnh thần kinh thể dịch, chính là liên quan đến hệ thần kinh và hệ nội tiết. Ở đây là gần 200 người thì báo cáo là mình biết là hơn 100 người là những người đồng môn hoặc sẽ là đồng môn trong thời gian sớm ở một cái cấp độ kiến thức thực hành nào đấy. Nhưng mà tác động cuộc sống là có ba chia ba loại bệnh. Thứ nhất là thần kinh thể dịch, thứ hai là nội tạng, thứ ba mới là vận động. Và thầy Tán chú ý rất sâu sắc đến nội tạng. Khi mà năm 94, nhà báo trưởng phòng báo gì mình quên mất rồi, có mấy gần đây có tặng cho mình cuốn sách, trong đấy có một cái bài viết năm 94 là đôi bàn tay nhung. Thì thầy có tâm sự với nhà báo trong 4 năm nhà báo ở gần là tôi càng nghĩ tôi càng phải nghiên cứu kỹ cái âm dương và ngũ hành, mặc dù tôi nghiên cứu rất lâu nhưng phải nghiên cứu rất sâu sắc cái âm dương ngũ hành để ứng dụng vào tác động cuộc sống, tại vì rất nhiều khoa học không thể giải quyết được, nhưng mà khi ứng dụng âm dương ngũ hành vào thì lại giải quyết được. Con người có tiềm năng không giới hạn, nhưng chúng ta đang vật lộn với cuộc sống, stress và dịch bệnh. Bệnh viện hiện đại hơn trường học và ngày càng nhiều hơn, còn thú vật thì đang bình an, mở đóng ngoặc khi mà chúng ta không có giết nó, không có nhốt nó, không có tranh mất hết các cái tài nguyên môi trường của nó. Thì bây giờ tìm được một người thực sự bình an khó lắm. Đời tôi chữa bệnh chưa được nhiều, gần 10 năm nay, nhưng thực sự tôi mới trừ các con trẻ ra, trừ các bạn trẻ rất là bé, dưới 6 tuổi chẳng hạn, thì tìm được một cái người thư giãn thật sự, sờ vào lưng biết ngay, báo cáo với cả nhà, sờ vào lưng biết ngay. Tôi hay đùa là xem tướng trên lưng rõ lắm. Tất nhiên là cũng phải biết xem tướng tử vi tướng pháp một chút rồi, tại vì nó là cái luồng tiềm thức. Nhưng mà khi xem bói trên lưng thì không có dấu vào đâu được cả. Hôm qua mình cũng rất cảm ơn là hai MC của trong chúng ta là bạn Mơ Trần và bạn Trang cho mình xem hai cái lưng của phu quân yêu dấu, và mình nhìn thấy mình thấy là cũng tương đối ổn thôi nhá. Nhưng mà quả tình là nhìn thấy biết ngay là chưa thư giãn đấy, chưa thư giãn, có thể chỉ chỗ nọ chỗ kia bản chất của nó gắn cái gì được, nhưng mà cái đấy nếu mà chỉ mà giãn cách có khoảng cách ấy, nhiều khi nó không tốt cho người chia sẻ và cũng như người nhận, tại vì này nó nhiều khi nó không đủ thời gian để nói rõ, tại vì cái ngôn ngữ của chúng ta nó giới hạn, khoảng cách, điều kiện, nhận thức khác nhau, nhiều khi dùng một cái từ người khác hiểu lầm luôn. Đây là cái chúng ta vừa nói, đây là cái vừa nói, tôi chỉ bổ sung thêm một cái ý này. Cái ở đây nó có hình ảnh trái tim dắt bộ não, và cái hình ảnh của người phụ nữ đại diện cho phụ nữ giới tính nam nữ, thì cái động lực, cái lý do nó đứng sau tất cả các hành động chúng ta, nó có gắn đến cái tính logic khoa học, hoặc là nó gắn đến cái lòng tin, cái cảm xúc, cũng như là tuổi tác, cũng như là giới tính, văn hóa vân vân, nó không có thống nhất. Tôi cũng rất thích một cái câu là ở khía cạnh góc độ nào đấy thì mỗi con người chúng ta là một tôn giáo riêng. Ở một khía cạnh góc độ nào đấy, mỗi con người chúng ta là một tôn giáo riêng. Và tôi thấy nó minh chứng ở cái chỗ là này, dù cái đạo lớn thế nào lớn, dù cái đạo uyên bác thế nào uyên bác, nhưng sau một thời gian đủ lâu, phân ra hàng chục, hàng trăm nhánh đạo, thậm chí là không đồng hành với nhau nữa, mặc dù vẫn hướng mọi người đến trí tuệ, đến từ bi, đến khôn ngoan và bác ái, ví dụ thế. Tôi muốn chia sẻ về cái tâm của chúng ta theo một góc độ. Tại vì khi chúng ta nói là lòng tin, khi chúng ta nói là suy nghĩ quyết định sức khỏe, thì cái đấy là cái gì đấy nó nằm trong tâm chúng ta đấy. Ở đây lại có chữ không ngừng nâng cao nhận thức và sống có ý thức. Ở đây chúng ta nhìn nhé, theo một cách nào đấy, thì các nhà huyền môn đặt vấn đề là tâm chúng ta có thể chia ra làm rất nhiều mảnh, rất nhiều cái khía cạnh ghép vào nhau, chứ nó không phải là một thể thống nhất. Và theo một du già, yoga du già, thì người ta phân, nghĩa là uja yoga nguyên thủy đấy, thì phân tâm của chúng ta thành 16 cái nhóm lớn, và 16 nhóm đấy lại chia thành 4 nhóm,
bốn nhóm lớn đấy của tâm gồm: thứ nhất là cái tâm thấy biết, luôn thấy biết tất cả các sự kiện hiện tượng ở bên ngoài. Cái này thấy biết chính là qua thông qua 5-6 giác quan, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Và cái này thì cái ý nó là một cái hành trình. Chứ còn 5 cái giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì dù em bé mới đẻ ra chỉ cần khởi động các giác quan thôi thì có cái gì thì nó giống hệt người lớn. Chỉ khác là diễn dịch của cái ý bên trong thế nào thôi. Cái tâm thứ hai là tâm lưu nhớ, hay còn gọi là lưu trữ, nó là ký ức. Nó có thể thực, có thể ảo, nhưng về cơ bản nó là ảo. Tại vì đã nói là lưu nhớ thì nó một là ký ức, hai là tương lai tưởng tượng trong quá khứ. Nhưng tại sao lại nói thực ở đây? Tại vì có những người mà bộ phim tâm lý còn rõ hơn những cái sự kiện hiện tượng ở bên ngoài, và người ta sống trọn vẹn với cái thế giới ảo luôn. Và lúc đấy mình phải công nhận người ta là thực. Nếu mình không công nhận được thì chả có ý nghĩa gì để đồng hành, để giúp đỡ hay là để cái gì nữa cả. Cái tâm thứ ba là tâm định danh. Cái tâm định danh, khi chúng ta định danh mà cái lớn nhất là cái tôi và của tôi, hay là tâm nhị nguyên, hay là tâm phân biệt, hay là tâm chỉ ra tốt xấu, đúng sai, to bé, tối sáng, vân vân. Đây là cái tâm định danh. Và cái tâm thứ bốn là tâm nhận thức, có nghĩa là biết về cái thấy. Cái tâm này người ta có định hướng chúng ta là ở một góc độ nào đấy, thông qua cái gọi là các cái tiêu chuẩn đạo đức, có thể được quy định bằng các cái bằng pháp luật, bằng hiến pháp và pháp luật của chính quyền. Thứ hai là trong lương tâm chúng ta. Thứ ba là những cái trạng thái trực giác mà chúng ta có thể nói là, có thể tạm gọi đấy là tâm linh, thì chúng ta có thể cảm nhận được cái gì là thiện, cái gì là ác với mình và với người. Còn những cái gọi là đúng sai, còn cái những cái gọi là tốt xấu, thì thực ra bản chất của nó là trọn vẹn do cái tôi và do cái ký ức của chúng ta, để chúng ta đưa vào đấy, chúng ta so sánh, đối chiếu để chúng ta lựa chọn quyết định thôi. Một cách bản năng thì cái tâm thấy biết của chúng ta, khi chúng ta bé, chúng ta không có tâm lưu nhớ, không có tâm định danh, thấy cái gì chúng ta hồn nhiên với nó. Nhưng khi càng lớn lên thì cái tâm lưu nhớ, cái tâm định danh của chúng ta nó rõ ràng, nó độc lập dần. Và theo bản năng thì lập tức cái tâm thấy biết của chúng ta sẽ lập tức nhúng luôn vào cái tâm lưu nhớ và định danh. Và cái lợi của cái này chính là cái bản năng sinh tồn chúng ta được thực hiện. Nếu không có cái này chúng ta không thể sinh tồn được. Bất cứ một cái gì liên quan đến nguy hiểm, như độ cao, như những cái đổ vỡ, những cái độc hại nó ở gần chúng ta mà chúng ta không lưu nhớ, chúng ta không định danh được nó là cái gì để chúng ta tránh. Tất nhiên ở một cấp độ nào đấy thì cái tâm chúng ta cho phép chúng ta trực giác để làm việc. Thế thì ở đây, thông qua cái gọi là nhận thức, không ngừng nâng cao nhận thức, chính là thông qua cái ý của chúng ta và đầu vào là 5 giác quan, thì nâng cao nhận thức. Và cái nhận thức tối hậu, tối thượng đấy, tối thượng có nghĩa là tối hậu và cao nhất và toàn diện nhất, đấy là làm thiện lãnh ác ở cả ba cái khía cạnh, là cái suy nghĩ, cái lời nói và cái hành động. Và ý thức của chúng ta phải là bây giờ, phải là ở đây, phải quay vào, trong khi COVID không được đi ra thì quay vào. Thế và cái đấy chúng ta sửa những cái trạng thái không có lợi cho cái hạnh phúc, cho cái sức khỏe của chúng ta. Cái đấy chúng ta có thể ở góc độ nào gọi là tu luyện, tu sửa. Và cái tu sửa này, một trong những cách của các nhà huyền môn đặt vấn đề là nhúng thấy biết vào nhận thức. Có nghĩa đây phải tu luyện. Luôn luôn, bất cứ thấy biết cái gì thì xem ngay cái việc này là thiện hay ác. Thiện ác này đừng có tin ai nói, đừng có tin vào cái tâm lưu nhớ hay tâm định danh, mà phải là thiện ác cho mình, cho người, phải cho dĩ công vi thượng, cho đám đông trước. Có nghĩa là chúng ta ngay lập tức quay vào xem mình đang có định danh cái gì không, có kết nối vào cái ghi nhớ gì không, và cái việc này là thiện hay ác, mình làm thế này có đang tốt cho mình, tốt cho người khác ở các cái khía cạnh nào không.
cái này đây là cái, đây là một quan điểm về tâm, đây là một quan điểm các thành phần của tâm. Ví dụ như đạo Phật là thọ, sắc thọ tưởng hành thức, đúng không? Thế rồi có những người phân theo là quá khứ, hiện tại, tương lai, rất là nhiều cách phân. Đây là chỉ một cách đặt vấn đề của yoga nguyên thủy để cho mọi người tham khảo. Thảo quay sang cái câu chuyện của thời Tam Quốc diễn nghĩa. Đây là những cái câu chuyện mà Thảo muốn kết nối nó, mọi người cũng quen thuộc, để nói về cái suy nghĩ, cái khởi tâm nó quyết định hành động của chúng ta và dẫn đến cái kết quả. Thì cuối đời Hán, vào năm 1189 sau Công nguyên ấy, thì nhà Hán suy. Thế và nó cái bộ phim, nó cái cốt truyện Tam Quốc diễn nghĩa mà viết lại cái thời kỳ giao tranh lộn xộn của đất nước nhà Hán ấy, của những cái năm 189 trước Công nguyên. Đấy là cái năm mà Hán Linh Đế là bị chết và bị phế ngôi. Và chúng ta xem ở đây thì chúng ta thấy là cái bộ phim nó có một số cái nhân vật điển hình, nó quay quanh thứ nhất là Tào Tháo và Tư Mã Ý, thứ hai là Lưu Bị và Gia Cát Lượng, thứ ba là Ngô Quyền và Chu Du. Ngoài ra thì nó có rất nhiều những cái vai phụ nhưng mà cực kỳ sống động, quan trọng, như là những cái 18 sứ quân, thì cái những cái sứ quân còn lại, và đặc biệt có hai người phụ nữ, đấy là mẹ của Tôn Sách. Rồi thì Tôn Sách và Điêu Thuyền, người yêu, vợ của Lã Bố, con của Tư Đồ đấy. Thế thì cái thời đấy, bình thường nói về góc độ ba anh em Lưu Bị, nếu mà cuộc đời bình thường thì một người là đan chiếu, một người là bắn chim, bắn thú, cung thủ, đi thi mới đi bắn chơi thôi. Một người thì mổ lợn, bán lợn, là trương phi. Nhưng mà cái thời thế khắc nghiệt đấy, thì những cái tấm gương quả cảm nó đã nổi lên. Nó tạo thành nguồn cảm hứng, nó tạo ra khuynh hướng, nó dẫn dắt đám đông và nó thiết lập lại trật tự cho xã hội. Và sau như thế là 76 năm sau, thì chúng ta cũng biết là sau cái giao tranh của Tam Quốc diễn nghĩa, Tào Tháo, Ngô Quyền, Lưu Bị, thì cuối cùng Tư Mã Ý, cháu của Tư Mã Ý và Tư Mã Viêm là thống nhất thiên hạ. Và nếu mà xem cái bộ phim này ở cái gọi là cái bản mới năm 2010, hay vô cùng. Tôi nhìn ở đâu tôi cũng thấy cuộc sống và chữa bệnh ở đấy. Tại sao lại nói cái này? Nói cái này ở cái góc độ, nói ở cái góc độ là hoàn cảnh tạo anh hùng này. Thế thì trong con người chúng ta nó như thế nào? Và trong một tế bào chứa 3 tỷ tổ hợp gen nó như thế nào? Và những cái đấy liên quan gì đến hormone, liên quan đến suy nghĩ của chúng ta? Đây là cái tôi muốn nói. Và cuối cùng tôi muốn đặt vấn đề là thế thì cái gen ở trong con corona nó như thế nào? Nhất là trong cái bối cảnh ngày nay. Đấy là sức khỏe của chúng ta. Tôi muốn quay sang một cái chủ đề nó liên quan đến nguyên nhân gây bệnh. Cái này trong cái chủ đề nguyên nhân gây bệnh, tôi sẽ đưa ra là 8 cái chủ đề, 8 cách tiếp cận nguyên nhân gây bệnh. Nhưng mà ở đây tôi phải nói trước, tại vì khi cả một đất nước nó hỗn loạn thì từng người một stress. Thế khi trong cơ thể mình stress thì cái gì xảy ra? Khi stress đủ lâu, stress là một cơ chế rất bình thường để chúng ta còn sinh tồn, để cho máu được bơm lên những cái bộ phận cần thiết để chúng ta làm những cái việc đầu tiên là để sinh tồn, để an toàn. Thứ hai, để chúng ta tiến đến mục tiêu, stress phải có căng thẳng. Nhưng những cái trạng thái trầm cảm mãnh liệt, lâu dài, stress lặp đi lặp lại, bế tắc thì chúng ta dẫn sang những cái bệnh khác rất nguy hiểm. Thì cái stress, nhà khoa học biểu sinh Lục Lipton là tác giả của rất nhiều công trình khoa học bây giờ về trên gen, có nghĩa là biểu sinh. Trong đấy một trong những cái cuốn sách rất nổi tiếng của ông là Cơ chế sinh học của niềm tin, chưa được dịch ở Việt Nam. Tôi không biết đến thời điểm này dịch chưa, nhưng cách đây 3 năm là chưa dịch. Cách đây 3 năm khi mà tôi tiếp cận cái cuốn sách Bạn là giả dược và kỹ thuật nội tâm, thì tôi đọc lướt cái cuốn đấy, thì chưa dịch. Thì một trong những cái phần là ông nói về cơ chế stress. Stress là thế này ạ. Stress là nó có 3 cái nguyên nhân để tạo ra stress. Thứ nhất là chấn thương vật lý,
khi chúng ta bị chấn thương nó đau là chúng ta stress. Đó là cái trạng thái không hài lòng. Cái thứ hai là khi chúng ta nhiễm động là chúng ta liên quan đến hóa học là chúng ta stress. Cái thứ ba là khi chúng ta diễn dịch tiêu cực, bế tắc, tạo ra những cái cảm xúc tiêu cực như là tức giận, buồn nản, sợ hãi, lo nghĩ, kinh hoàng, rồi thì âu sầu, đau đớn. Đấy là những cái cảm xúc và nó làm cho chúng ta stress. Thì ba cái này khi nó có cái trạng thái stress thì tín hiệu giữa hệ thống thần kinh và các cái cơ chế chất truyền dẫn thần kinh và hormone nó bị rối loạn. Và chính vì thế chúng nó làm cho hành vi của chúng ta không tốt, nó gọi là thượng bất chính hạ tất loạn. Hệ thống thần kinh mà rối loạn, hệ thống chỉ huy mà rối loạn thì tất cả những cái cơ chế liên quan nó rối loạn. Và khi nó rối loạn thì đến một cái nhân nào đấy, đến một cái mức độ nào đấy thì nó trổ quả. Trổ quả đấy có thể là tật, có thể là bệnh, có thể là vi phạm những cái gì mà chúng ta tưởng không phải là bệnh, nó bệnh vô hình. Thế và trong cuốn sách đấy thì nhà khoa học Brooke Lipton khẳng định là khuyết tật về gen trong đột biến gen ấy, liên quan đến cái gọi là protein trong gen ấy, chỉ chiếm 1%, trong đấy có cả di truyền. Còn lại là hơn 90% là bệnh tật do tín hiệu, mà tín hiệu thì là do stress, mà stress là từ ba nguyên nhân: chấn thương, nhiễm độc, suy nghĩ. Thế tại sao stress mà nó lại làm ra cái này? Thì thứ nhất là thế này, khi chúng ta stress là một trạng thái hài lòng thì vô thức tất cả những cái máu mà không ưu tiên cho tất cả các cái hệ thống ở trong cơ thể chúng ta sẽ dồn ra tay chân, cơ lưng và quai hàm, để vô thức chúng ta vào cái trạng thái chiến hay biến. Và chính vì thế khi người ta làm thí nghiệm về cái trạng thái này thì người ta phát hiện ra là này, khi ở trạng thái stress thì các tế bào của chúng ta nó giống như là chúng ta tách tế bào ra cho vào một cái khay nuôi dưỡng, xong cho chúng nó các cái tín hiệu phá hủy, có nghĩa là các cái tín hiệu độc hại, thì thấy các cái tế bào nó co cụm lại và nó tạo ra một cái màng, nó chết ở bên ngoài nhưng mà nó giữ đấy để nó bảo vệ các tế bào bên trong. Và các tế bào bên trong có hiện tượng co cụm lại, thay vì quay ra phục vụ theo đúng chức năng thì tự bảo vệ mình, thậm chí còn xâm chiếm, ăn thịt những cái tế bào bên cạnh. Và cái cơ chế này nó làm cho người ta mất cân bằng nhưng mà lại lão hóa rất là nhanh. Cơ chế thứ hai của stress là thế này, khi mà máu bị dồn từ những cái bộ phận không được ưu tiên ra chân tay, ra hệ cuộc sống, ra quai hàm để phục vụ cho cái trạng thái chiến hay biến, có nghĩa là đánh hay tấn công hay chạy, thì hệ thống miễn dịch của chúng ta cũng thiếu máu. Và tất cả các cơ chế hoạt động của hệ thống miễn dịch, kể cả miễn dịch bẩm sinh và hệ thống miễn dịch thích nghi, thích ứng ấy, thì nó đều phải dựa vào cái cơ chế tuần hoàn để nó được sinh ra, để được hướng dẫn, để được huấn luyện, để được đào tạo nâng cao, để được chỉ huy ra những cái cấp chiến lược chiến thuật để tấn công quân thù như thế nào. Đây chính là kháng thể của chúng ta, đây là chính khí của chúng ta. Và chính vì thế trong tác động của sống cũng có những cái trung khu ở T3, trung khu ở T10, T11, trung khu ở L3. Thế thì cái nào nó liên quan đến sinh ra cái tế bào, cái nào nó là cái chỗ hướng dẫn cái tế bào của hệ miễn dịch, cái nào nó liên quan đến cái chỗ mà học nâng cao như là sĩ quan, cái chỗ nào nó là như là gọi là sĩ quan cấp chiến thuật chiến lược. Tại vì tất cả các tế bào của chúng ta nó đều thông qua, nhất là cái tế bào thích ứng ấy, thì nó đều thông qua cả ba cái cấp độ đấy, chứ không phải như ở một đất nước là người lính thì cứ làm lính, người quan thì cứ làm quan, còn cấp cao thì cứ cấp cao. Nếu mà ai đọc cuốn sách tái tạo tổ chức rồi ấy, thì đàn cá, đàn chim nó bay ở trên trời, nó bơi ở dưới nước ấy. 1 tỷ con nó bơi dày đặc với một cái tốc độ kinh hoàng không chạm nhau, vì con nào cũng là chỉ huy và con nào cũng là đi theo nhóm. Chúng nó có một cái tâm trí bầy đàn và tế bào của chúng ta có cái cơ chế đấy. Đấy là cơ chế thứ hai. Và khi mà hệ miễn dịch của chúng ta nó không được làm đúng, nó không được tổ chức thực hiện nuôi dưỡng đào tạo, thì trong cơ thể chúng ta vi trùng, vi khuẩn, mầm bệnh nhiều hơn tế bào. Chỗ nào yếu, chỗ nào tắc khí, thiếu dinh dưỡng, các cái chất đấy thì nó vùng lên và khi đấy nó quay sang nó tấn công tế bào. Chúng ta sẽ nói thêm về cả những cái cơ chế, ví dụ như dị ứng, ví dụ như miễn dịch, tự miễn, những cái cơ chế rối loạn chuyển hóa, rối loạn
nội tiết rồi những cái bệnh ung thư. Tí nữa chúng ta sẽ nói qua về cái đấy. Nói qua thôi ạ, tại vì tôi rất hạn chế. Và đây, ở cái này là tôi nói cái thứ ba. Cái thứ ba là này, khi chúng ta stress ấy, thì cái hệ thống phản ứng nhanh của chúng ta đấy là máu nuôi đại não dồn tất cả vào não bò sát và não thú để nó phục vụ cho cái cảm xúc, tạo ra hormone để có những cái động lực để tấn công hay là chạy trốn, để chiếm lĩnh hay là để bỏ cuộc. Và lúc đấy cái đại não chúng ta nó không còn khả năng sáng tạo. Và ở trạng thái stress thì chúng ta không có sự tồn tại của hormone yêu thương, hormone tin tưởng, không có cái giúp chúng ta sáng tạo. Và chính vì lúc đấy chúng ta lại càng thấy đần, thấy ngu hơn, và chúng ta lại tăng cơ chế stress lên. Và chính ba cái này nó thành một cái vòng quẩn, nó tạo cho chúng ta tăng stress, là cơ hội miễn dịch chúng ta giảm, chúng ta lão hóa, tế bào bị yếu đi, cái hệ thống miễn dịch bẩm sinh giảm đi rất nhanh, và chúng ta không đưa ra được phương án tốt sáng sủa để chúng ta có thể giải quyết được. Và đấy là những cái cơ chế tạo ra các cái cấp độ bệnh khác nhau. Và đây là cái quan điểm này, là cái quan điểm được rất nhiều cái khoa học thích thú vì nó quá rõ ràng, quá đơn giản, đo được ngay. Suy nghĩ quyết định sức khỏe, thân là ký ức của tâm. Xin hỏi có nghe rõ không ạ? Xin hỏi có nghe được không ạ? Nghe rõ thầy Thảo. Cảm ơn thầy Viễn. Cảm ơn thầy Viễn. Cái này một số người nghe lại, tôi muốn mọi người nghe lại và nhớ cái này. Từng cái suy nghĩ của chúng ta có thể không phải là cái chủ động suy nghĩ, nhưng mà cái suy nghĩ nó bắt đầu từ đêm đến thì chúng ta thôi quên nó đi. Nhưng chúng ta hoàn toàn khi có một cái suy nghĩ là chúng ta có thể nhận thức được, nếu chúng ta ý thức vào thân, vào tâm, có nghĩa là chúng ta kết nối, chúng ta hoàn toàn biết cái suy nghĩ đang nổi lên của chúng ta, và chúng ta hoàn toàn nhận thức được cái suy nghĩ này là tiêu cực hay tích cực nếu chúng ta quay vào lắng nghe cơ thể, xem cơ thể nó cảm giác như thế nào. Thì bản chất của suy nghĩ chính là cái cơ chế chất truyền dẫn thần kinh kết nối mạng thần kinh, gọi là chất truyền dẫn thần kinh. Và với một cái chất truyền dẫn thần kinh nào thì đồng bộ với nó là hormone nào được sinh ra ở các cái cơ quan nội tiết. Và các cơ quan nội tiết đấy, mỗi một loại hormone thì nó kết nối với các loại hormone khác theo các cái cấp độ, các cái mức độ khác nhau, và nó tạo ra cái trạng thái ở cơ thể mà tâm trí chúng ta nhận thức được, diễn dịch là cảm xúc. Cho nên cảm xúc nào bao giờ nó cũng thông tin, nó cũng kết nối với thông tin gì. Bất cứ cảm xúc nào nó cũng liên quan đến một cái mức độ, cấp độ nhận thức nào đấy, chính là thông tin gì. Không quan trọng là thông qua mắt hay tai hay mũi hay lưỡi hay thân, nhưng mà năm cái đấy bao giờ nó cũng hội tụ vào là một, và nó hình thành nên cái nhận thức của chúng ta, và nó thông qua cái đấy là cái cảm xúc. Và khi cái cảm xúc và cái chất truyền dẫn ấy nó sinh ra thì đính nó chính là cơ chế tín hiệu biểu sinh đến tế bào. Cơ chế tín hiệu biểu sinh đến tế bào nghĩa là gì? Biểu sinh nghĩa là kiểm soát gen, không phải ở trong DAN như trước đây các nhà khoa học trước đây đặt vấn đề, mà là từ thông điệp từ ngoài môi trường, có nghĩa là môi trường gồm cảm xúc của chúng ta, môi trường bên ngoài tế bào, vì gen nằm trong tế bào. Cơ chế mà ở đó chức năng biểu sinh sẽ làm tắt hoặc bật cái gen nào trong cái xác suất của cỡ 3 tỷ cái xác suất gen. Chúng ta có một cái tổ hợp 3 tỷ cái gen. Thế thì chúng ta có khoảng 30 triệu cái gen thì thành một bộ gen. Tôi nói ví dụ thế. Thì chúng ta đến có 3 tỷ gen thì nó có là bao nhiêu tổ hợp? Hàng tỷ tỷ, nghĩa là nó tổng lên thành 3 tỷ tổ hợp. Cái số liệu tôi không nhớ chính xác, tại vì tôi nhớ những cái ấy thôi. Thế thì ở đây biểu sinh nói là trên 70% quyết định lựa chọn gen là do các cấp độ nhận thức của chúng ta tại mỗi thời điểm. Và phần lớn phần còn lại là do chúng ta ăn uống cái gì hay ở gần cái gì. Và cấp độ nhận thức thì nó cũng lại quyết định cái ngôn ngữ cơ thể, cái cách lựa chọn chúng ta ăn uống cái gì hay ở gần ai, hấp dẫn cái gì. Thế và cái tín hiệu biểu sinh đến tế bào này thì nó mới hoạt hóa điều tiết cái ADN để mở cái đoạn ADN nào ra, để mở các cái thông tin ở cái đoạn gen đấy ra. Và từ cái đoạn gen đấy thì nó mới quyết định biểu hiện thành các protein tương ứng như thế nào, để tạo ra cái chức năng và cái vật chất của tế bào như thế nào. Và chính cái vật chất và chức năng của tế bào thì nó quyết định cái trạng thái của chúng ta, là gọi là bệnh tật.
về thể chất hay tinh thần, hay là sức khỏe về thể chất hay tinh thần. Tại vì chúng ta biết là protein nó là chức năng nhưng nó cũng là vật chất. Chính vì thế, ở trong cái ADN chúng ta, trong cái gen của chúng ta đấy, nó là vật chất đấy, nhưng mà nó cũng là gia sản di truyền của trí tuệ, của tất cả gia tiên tiền tổ, thông tin ký ức của nhân loại, của lịch sử ở trong đấy. Cho nên là một cái vật chất bé đến mức không thể tưởng tượng được, nhưng nó chứa trọn vẹn tất cả thông tin, tất cả trí tuệ, tất cả các cái trạng thái mà chúng ta có thể sau này vào hoàn cảnh có thể gọi lại được. Trong đấy có tích cực, có tiêu cực. Cùng một hoàn cảnh, rất nhiều người chết, nhưng có những người trở thành những vị anh hùng, những người dẫn dắt cuộc chơi, tạo cảm hứng cho cả một xã hội, như là câu chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, đúng không ạ? Đây, ở đây chúng ta sẽ kết nối cách niềm tin và nhận thức hình thành. Chúng ta bắt đầu bằng những cái tình trạng, nó gọi là những cái tình trạng suy nghĩ và cảm giác. Những cái này nó chỉ nổi lên từng giây từng phút thôi ạ. Những cái suy nghĩ nào, những người mà tập trung được suy nghĩ và ổn định được cảm giác lâu, đấy là những người phải tu tập rồi, hoặc là người ta vô tình vào những cái trạng thái đấy. Những cái suy nghĩ và cảm giác kéo dài ở một số cái khía cạnh lĩnh vực nào đấy thì tạo thành cái gọi là lòng tin. Cái lòng tin nó phải hướng vào một cái đối tượng, một cái sự kiện nào đấy trong một cái khoảng thời gian nhất định nào đấy. Khi chúng ta lặp lại đi một cái người nào, những cái chương trình quảng cáo bây giờ, quảng cáo lặp đi lặp lại mãi, sữa người thì tăng canxi, sữa bò tăng chiều cao, vân vân. Đến một lúc nào đấy chúng ta quen thuộc và nó thành lòng tin của chúng ta. Và cái lòng tin đấy nó nằm ở vô thức, nó là lòng tin có thể tà, có thể tránh kiến, nhưng nếu chúng ta trải nghiệm rồi thì lại xong cuộc đời rồi. Cho nên chúng ta rất cần thầy, cần bạn, cần khách, và cần phải có cái lý trí để phân tích cũng như là học hỏi. Và một trong những cái cơ chế đấy chính là cái những cái trạng thái cảm xúc, nhận thức của cái gọi là khiêm hạ. Và đấy, khi Thảo đọc cái cuốn sách về ba cuốn sách về khiêm hạ của đạo Thiên Chúa Giáo, Thảo thích quá. Thảo chỉ tóm tắt cho trong một cái hình ảnh nhỏ nhỏ thôi về ba cái ý tứ của nó thôi. Lòng tin nó chính là những cái trạng thái thái độ mà nó lặp đi lặp lại thì nó thành lòng tin. Thái độ xong đến lòng tin. Nhiều cái trạng thái thái độ thì tạo thành lòng tin. Và chính cái lòng tin là nó quay lại, nó định hình cái cách chúng ta gán suy nghĩ và gọi cái cảm giác gì về với một hiện tượng sự kiện bên ngoài. Cho nên có thể nói phá vỡ lòng tin, khi đã nói lòng tin là nó gọi là hệ thống lòng tin ở rất nhiều khía cạnh, đối với rất nhiều các cái khía cạnh của cuộc sống. Và đã nói đến hệ thống lòng tin thì là nó chính là lại phải nói đến hệ giá trị. Và lòng tin với giá trị thì nó lại là hai cái nó chi phối thái độ, vì thái độ chính là các cái viên gạch để tạo nên lòng tin. Thế và lòng tin theo năm tháng thì chính là tạo nên các cái cấp độ nhận thức ở bên trên. Thế và bắt đầu bằng cái bản năng của chúng ta, sau đấy vào cái trạng thái ở con người nói chung là biết suy nghĩ cảm giác, thì chúng ta có một cái trạng thái nó gọi là siêu việt, như là tôi đặt vấn đề ở đầu tiên đấy, nó là siêu nhận thức. Khi mà ý thức của chúng ta, khi những cái suy nghĩ cảm giác của chúng ta nó là ý thức, nhưng nó diễn dịch được các cái thông tin của tế bào, nó nằm ngay ở trong mình. Trí tuệ của tổ tiên, trí ký ức, thông tin của lịch sử nằm ngay ở trong mình, nằm ở trong gen. Tí nữa chúng ta sẽ chỉ rất rõ vào cái đấy, nó sờ sờ ở đấy, đúng không ạ? Tất cả những ai khoa học thì nghiên cứu khoa học đều biết, đúng không ạ? Đây, quay lại cái đã nói qua rồi, nhưng nói qua lại, chúng ta bây giờ muốn khỏe thì chính ký ức phải khỏe. Và tà khí là cái gì ạ? Là cái nội sinh, là cái ngoại khí ở bên ngoài. Nội sinh là chính là các cái trạng thái thất tình, hỉ nộ ái ố ai lạc cụ, hay phân tích rõ hơn ấy, là với cái tim của chúng ta là chắc ẩn, với cái phế của chúng ta là buồn đau buồn nản, để tâm phế đi với nhau. Với cái ý của chúng ta, cái tì của chúng ta, cái khí quan của tì, nó là cái trạng thái suy nghĩ, âu lo. Với cái gan của chúng ta là giận, sân giận, bực mình. Còn với cái thận của chúng ta là nó một trạng thái nó gọi là sợ hãi, một cái nó là kinh hoàng. Thì ở đây, ở cái tì và cái thận thì nó có hai cái trạng thái, người ta phải tách ra hai cái trạng thái. Vì một là nó kết nối với cái khác, thứ hai nó hai cấp độ khác nhau. Ví dụ chúng ta cứ không biết cái gì chúng ta sợ. Cái anh kia anh tán mình, tí nữa anh nắm tay mình, thì nghĩ đến anh nắm tay thì thích thì đợi, nhưng lại sợ. Người đàn ông thì thấy cô thích mình rồi, nhưng mà lần đầu tiên nắm một người bạn gái, hay là
cầm bông hoa tôi vã hết mồ hôi đến tặng, đúng không ạ? Chúng ta đều trải qua cái đấy rồi, không biết chưa trải nghiệm là sợ, nhưng mà một cái trạng thái kinh hoàng khi có những cái nó bất ngờ mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến những cái sinh tồn hoặc hưởng thụ thì chúng ta kinh hoàng kinh hãi, có những người đột tử ngay, đúng không? Thế thì chúng ta nói là này này, thế còn ngoại sinh thì nó chính là nội là lục, lục tà là sáu cái trạng thái về khí, về môi trường bên ngoài. Ví dụ như nóng quá, ví dụ như ẩm thấp quá, ví dụ như lạnh quá, đấy gọi là phong tà thực thấp táo hỏa. Thế thì từ những cái cơ chế đấy, khi mà chính khí của chúng ta xét ở góc độ nào đấy là hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch của chúng ta thì có hệ miễn dịch tự nhiên, xét ở góc độ chỉnh thể trên một quốc gia thì nó có đường biên. Chúng ta phân với có những người nước là người ta xây luôn, nó ngăn chặn ở bên ngoài vào. Rồi thì những cái bẫy, những cái địa hình, rồi dân quân, mỗi người dân là một người lính. Rồi thì những cái mức độ bảo vệ công an, bộ đội ở mức độ nào đấy, thường trực. Bất cứ trường hợp nào cũng phải sử dụng. Kể cả là những cái trường hợp tà hay là biệt kích, rồi thì phản bội ở trong hay ngoài. Còn cái hệ thống thích ứng là những hệ thống đặc nhiệm, cái hệ thống tình báo, hệ thống chủ lực, cái hệ thống gọi là nó giống như là chạy đua vũ trang đấy. Khi có một cái trường hợp, có một cái loại ngoại nào nó xâm lược mà nó mức độ nào thì mình phải đào tạo nhanh cái cấp độ về tinh nhuệ vũ khí thế nào để chống lại cái đấy. Và lần sau cứ cái bọn đấy thôi thì mình nhớ, mình làm lại. Cho nên là cái vaccine là chúng ta đang làm cái đấy, đúng không? Thế và cái trung tâm nâng cao hệ miễn dịch theo cái quan điểm cuộc sống thì là cái T3 nó liên quan đến cái hướng dẫn, cái huấn luyện giống như tân binh. Cái này nó liên quan đến cái tuyến ức. Còn cái T10, T11 thì nó như là đào tạo sĩ quan tinh nhuệ, rồi võ thuật nâng cao lên. Cái này nó liên quan đến cái tuyến thượng thận. Còn cái L3 nó là trung tâm của phủ, nó gọi là phủ của thận, nằm ở thắt lưng, thận chủ cốt tủy, khai khiếu ở tai, ở răng, ở tóc. Tủy thì là chính cái chỗ sản sinh ra các cái tế bào miễn dịch của chúng ta. Thế và ở đây là chính là nó đào tạo các cái cấp tinh nhuệ tối hậu, tối thượng lên của các cái vai trò của tế bào nào thì nó sẽ làm được cái gì. Thứ hai là mình nói vui vui là cấp chiến lược, chiến thuật ấy. Từng trận đánh hay cả một chiến dịch, tất cả các khía cạnh. Và ở chỗ L3 nó chính là trung tâm dương khí của chúng ta, nó là bên cạnh của mệnh môn, nó là luân xa liên quan đến bản lĩnh, khả năng đối đầu, năng lực hành động của chúng ta. Mà chúng ta biết là năng lực hành động nó liên quan đến gì? Năng lực nó liên quan đến tâm, đến tầm, đến tiềm năng, đến phát huy thái độ, kỹ năng, kiến thức của chúng ta, đến cái gọi là những cái mạnh của mình, sở trường, sở đoản của mình, những cái mình yêu thích. Và những cái này bắt đầu nó là một hệ thống, những cái mà khi chúng ta nắm được thì chúng ta mới biết là đúng là một cái cơ chế. Tất cả những cái bên ngoài nó đều là những cái khía cạnh nho nhỏ, nó mảnh ghép, mà bên trong mình nó rất toàn diện. Còn một số loại bệnh là bệnh huyết áp, béo phì, bệnh rối loạn chuyển hóa của chúng ta bây giờ rất nhiều, rối loạn nội tiết, rối loạn chuyển hóa giống như là bệnh huyết áp, béo phì, đường huyết vỡ máu, rối loạn nội tiết. Thì chúng ta biết hormone là sứ giả của hóa chất, nó vừa đóng vai trò là trao đổi chất, rồi thì chuyển hóa năng lượng, rồi các cái hoạt động bao gồm tất cả các hoạt động trong đấy có hệ miễn dịch, rồi thì hệ sinh sản, vân vân. Dị ứng, hôm trước có một bạn hỏi dị ứng, con bị dị ứng con bác sĩ, thì chúng ta biết là khi mà hệ miễn dịch chúng ta nó quá mẫn cảm, nó hoạt động thái quá với môi trường hay với thức ăn hay với những cái thông tin gì đấy thì nó tạo ra cái trạng thái dị ứng. Và cái dị ứng đấy là nó tạo ra những cái chất, và ở cái mức độ dị ứng quá thì nó có thể tạo ra những cái bệnh khác nữa. Còn cao hơn nữa là bệnh tự miễn. Bệnh tự miễn là chúng ta hình dung là nó giống như bộ đội, công an, dân quân tự vệ, cứ giao cho nhiệm vụ nào cái là gây phiền nhiễu, thứ hai là gây khó dễ, hành là chính, sau đấy là cướp, giết. Hệ tự miễn là như thế. Đấy là nó tạo ra những cái bệnh, ví dụ như lupus ban đỏ. Bệnh thấp là nó ăn các cái chỗ mụn của mình ấy.
là nó ăn những cái khớp sụn của mình luôn, nó tạo thành cái bệnh thấp. Còn lupus ban đỏ là nó ăn cơ ăn thịt của mình luôn. Thế rồi cái bệnh Rona bên trong nó ăn cái vỏ myelin của dây thần kinh luôn. Thế rồi cao nữa là bệnh ung thư là tăng sinh tế bào. Rồi thì nhiều tế bào là lập trình đến cái lúc chết thì không chết nữa, quay sang như là lương sơn bạc. Rồi thì xâm lấn di căn sang các cái hệ thống bộ phận các cái khu vực khác. Thế thì cái này có phải là thượng bất chính hạ tất loạn? Có phải là bệnh của tâm thân không? Tại sao rất nhiều cái trường phái liên quan đến chữa bệnh theo cách nào đấy, nhưng mà khi tâm người ta an lại, khi người ta vui vẻ lên, người ta hạnh phúc, người ta tự tin, người ta sẵn sàng chấp nhận, người ta phục vụ người khác, tự nhiên bệnh người ta hết mất. Bắt đầu bằng những cái khởi tâm trợ duyên phải không ạ? Đây, đây là bằng chứng ạ. Bây giờ là 10 giờ 30 phút, 10 giờ 27 phút rồi. Để nói cái này, đây là một cái kiến thức rất là tuyệt vời mà khi Thảo trao đổi với những cái chia sẻ cái quan điểm và những cái tích góp của mình với những cái người có chuyên môn sâu, người ta rất là hứng thú và động viên mình, góp ý cho mình rất là hạnh phúc. Bây giờ là 181 người từ lúc Thảo nói hơn một tiếng rồi. Bây giờ thế này ạ, trước tiên thì không biết là ai có ý kiến gì, nhưng mà mình nói thế này. Như đã nói, cái suy nghĩ của chúng ta, cảm xúc của chúng ta, hành vi vận động của chúng ta nó là một, cho nên là tác động vào một cái thì nó đỡ hai cái kia. Thế mà cái cổ này là rất là quan trọng. Khi mà chúng ta hít cổ xong, chúng ta ngửa cổ hay lắc cổ thì nó cho chúng ta một cái trạng thái giải tỏa rất nhiều cái trạng thái cảm xúc bị kẹt. Mời cả nhà vận động một chút đi ạ. Vận động giải tỏa cảm xúc kẹt. Cho nên là cảm xúc thì bắt chúng ta vận động. Cảm xúc bản chất là hormone gì đấy, nhưng mà vận động thì giải tỏa cảm xúc. Thế và một trong những cái cảm xúc rất là hay, cái vận động rất là hay là hôm trước là có một cái người anh em ở dưới Hải Phòng là giám đốc hãng tàu NYK, một người bạn đồng môn, với tôi đưa cho tôi hai cái hình rất là hay. Một cái hình là COVID không đi được ra thì quay vào, cái hình ảnh gọi là thiền. Cái thứ hai là muốn giảm cân đấy thì tập yoga lắc đầu. Lắc đầu đi cả nhà. Và khi ai cứ mời ăn cái gì thì phản ứng đầu tiên là lắc đã. Cứ lắc. Làm cái đấy trong 3 ngày đến 7 ngày thì tự nhiên cân đã giảm ngay rồi. Cái gì càng ngon càng lắc mạnh. Cái gì mình càng thèm càng lắc mạnh. Thấy cảm giác càng đói càng lắc mạnh. Lắc chủ động thế này có ý thức. Vui lắm ạ. Nhưng mà nó có một cái vấn đề thế này. Cái cổ này muốn lắc ấy, thì cái thắt lưng nó phải mềm trước. Ai học tác động cuộc sống thì biết là thắt lưng với cổ nó là đồng thanh tương ứng. Thái hóa cổ thì mới thái hóa, là do thái hóa thắt lưng. Thận ở có phủ ở thắt lưng, chủ cốt tủy. Và thái hóa chính là bệnh đầu tiên phải nói là bệnh của thận. Nó chủ xương mà, chủ xương cốt này. Cho nên là chúng ta lưu thông cái khí huyết ở thắt lưng ấy, thì chính là thận được nuôi dưỡng tốt, các cơ chế nhận thông tin của thận được tốt. Và cơ xương khớp ở chỗ đấy là cái chỗ nó liên quan đến cái luân xa, mà chúng ta gọi là luân xa hành động, gọi là bản lĩnh, gọi là ý chí. Tại sao mà chữa mà mất trí nhớ lại phải chữa vào thận, chứ không phải chữa vào chỗ khác đâu nhà mình nhé, không phải bóp đầu đâu, phải chữa vào thận cơ. Chúng ta không tự tin, chúng ta có lòng tin tiêu cực, nó nằm tất ở chỗ thận này. Nhưng mà thế này, cái thận này chúng ta chỉ cần để tay chúng hít vào ngửa ra thật thoải mái, thở ra trở về thả lỏng thư giãn, hít vào nghiêng trái, thở ra trở về, hít vào nghiêng phải. Thế nhưng mà cái này này, để cái thắt lưng mấy cái cổ này mà tốt thì nó lại liên quan đến cái cổ tay mấy cái đùi ấy. Cho nên nhiều khi chúng ta chỉ xoay cái cổ tay này thôi thì hội chứng phản xạ gân cơ nó cho phép chúng ta, các cái cơ nó chạy ngược lên đây và nó tháo những cơ sâu ở bên trong, những cái cơ tinh tế sâu ở bên trong cổ. Thế là chúng ta lắc cái cổ này là nó chỉ là cái phần thô thôi. Nhưng thậm chí chúng ta xoay những cái cổ tay này đủ lâu, tập cái tay này đủ lâu, thì nó lại giải tỏa các cái cơ tinh tế, chức năng ở trong cái cơ cổ của chúng ta. Thế còn chúng ta đặt tay xuống đầu gối ạ. Mọi người đặt tay xuống đầu gối ạ. Đặt hai tay ôm lấy đầu gối, ôm trọn gọn gẹn lên đầu gối. Thì đây cái chỗ này ạ. Cái chỗ này ạ. Cái chỗ này này. Cái chỗ này là giận bàn tay này. Nó chạm vào chỗ nào thì chúng ta giải cơ ở hai cái chỗ đấy, nó có một cái gân to gần như nhất luôn, chúng ta giải tỏa cái cơ đấy. Và rất nhiều người, tôi mở đóng ngoặc nhé, rất nhiều người đau cổ vai gáy chữa mãi không khỏi, giải cái cơ này lắc cái thắt lưng cái khỏi luôn.
Mọi người đã sờ được cái đầu đầu cơ đấy chưa ạ? Phía trước ở bên ngoài hai bên nhé, chân phải bên trái. Và cái đấy nếu mà làm thì nó hơi đau đấy, nếu mà người khác làm. Đấy, chúng ta có 5 phút để thay đổi không khí liên quan đến cột sống. Hôm nay chúng ta cũng nói tương đối nhiều đến cột sống rồi đấy. Có ai có ý kiến gì không ạ? Theo thầy Thảo, anh Minh Duy Tiến tí. Dạ, mời anh. Mình cứ hay gọi là bổ sung tí, anh em mình tương tác. Xin phép thầy Thảo và anh chị em trong Zoom, tôi có một vài ý kiến làm rõ hơn tí ý của thầy Thảo. Đặc biệt trong vấn đề vừa nãy nói về tủy xương, thì thầy Thảo nói là tủy là sinh ra các tế bào máu, tế bào miễn dịch. Thì chúng ta nhớ là nên thêm từ là tủy xương. Chứ còn nếu mà tủy thì khi nói tủy là rất nhiều người hình dung như là cái tủy sống, tức là cái như kiểu ta đi ra chợ ta mua cái tủy sống về, còn một số cụ là cái bản thế nó bổ thần kinh. Thì các anh các chị nhớ này nhá, cái tủy xương mới là cái đơn vị hay là cái cơ quan tạo ra các tế bào máu và tế bào miễn dịch. Các tế bào thì cái tủy xương thì bao gồm cái gì? Ví dụ như là các đầu các xương là đấy là tủy xương ở đấy, hoặc là ở trong tủy sống thì trong cái cột sống ấy, chứ không phải là cái ống tủy đâu, ống tủy không sinh, ống tủy thì chỉ là chứa các tế bào thần kinh thôi. Thế nên cái đó là chúng ta phải hình dung cho câu chuyện đó. Thế cho nên là nó có một cái bệnh mà tương đối hiếm gặp, các anh các chị thấy là ví dụ là đau tủy xương này, thì bệnh nhân đấy là chính là một cái ung thư và bệnh nhân tử vong rất là sớm. Hoặc là bệnh gọi là có một cái bệnh nữa mà thường gặp ở trẻ con, trẻ em mà thiếu niên bắt đầu đến sắp sửa đến tuổi gọi là trưởng thành khoảng 13, 14 tuổi, đấy là bệnh là u đầu dưới xương đùi, cái cũng là một cái thể ung thư của tủy xương. Đấy là chúng ta phân biệt giữa cái tủy xương và tủy sống. Nhớ như thế, vì thầy Thảo là nói ngắn gọn quá là tủy, cho nên là tôi sợ là một số anh chị em sẽ hơi khó phân biệt, thì nói thêm điều đó. Cái thứ hai là cảm ơn anh Minh. Thầy Thảo cho tiếp. giúp hộ cho cái slide nó về hệ miễn dịch và một số loại bệnh, để chúng tôi nói thêm khoảng một phút này. Thầy chia sẻ cái slide của thầy đó. Cái hệ miễn dịch. Mọi người nhìn được chưa? Không, cái trước. Cái này slide sau, cái trước. Đúng rồi. Ok. Đây. Các chị sẽ nhìn vào cái slide này sẽ thấy là tôi xin nói về hệ miễn dịch một số loại bệnh này. Hệ miễn dịch thì chúng ta nhớ này, cái hệ miễn dịch tự nhiên ở đây thì thầy Thảo ví dụ rồi, tôi nói đây là hệ miễn dịch, này là hệ miễn dịch hay còn gọi là hệ miễn dịch do di truyền đưa lại, tức là bố mẹ chúng ta cho chúng ta cái này. Và hệ miễn dịch do di truyền đưa lại thì nó có hai cái. Việc thứ nhất là nó có tính kế thừa, tức là bố mẹ cho mình. Nhưng mà nó có một cái yếu tố mọi người luôn luôn phải nhớ là có yếu tố nó gọi là đột biến gen. Đấy, đột biến gen, cho nên là nó lại có những trường hợp đột biến tốt lên thì rất ok, nhưng có trường hợp đột biến lại kém đi. Điển hình là gì? Điển hình là trong trường hợp mà liên quan đến luật hôn nhân gia đình là hôn nhân gần trong huyết thống thì gây một cái gì, gây cứ giảm dần cái hệ miễn dịch, và có những cái bộ tộc đã bị tuyệt chủng, chính là cái yếu tố này. Anh không chịu được những cái tác nhân bên ngoài và anh tự diệt vong cái hệ miễn dịch. Và cái này tôi nói rõ là chịu trách nhiệm, do đây là ảnh hưởng, đây là di truyền của bố mẹ cho mình. Nhưng trong di truyền thì không phải di truyền một trong một, tức là một bằng một, mà di truyền này có những cái đột biến. Vì lý do là sao? Chúng ta sinh ra do bố và do mẹ, do một nửa gen của bố, nửa gen của mẹ, cho nên là nó có những cái chuyện biến đổi như thế. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai, để Thảo nói một cái ý, có một cái hệ miễn dịch thích ứng. Thì cái này cũng nói luôn, hệ miễn dịch thích ứng này ở đâu gây ra, ở đâu ra, sinh ra ở đâu. Hệ miễn dịch thích ứng hay gọi là hệ miễn dịch là hệ miễn dịch do trong quá trình sinh sống, thì cái này chính là từ hệ miễn dịch tự nhiên. Cơ thể chúng ta không sinh ra hệ miễn dịch thích ứng, không phải là hệ miễn dịch sinh ra một cách tự nhiên, mà từ xuất phát gốc của nó vẫn là hệ miễn dịch tự nhiên. Tuy nhiên nó qua quá trình sinh sống, tiếp xúc với gì? Tiếp xúc với dị nguyên. Tôi nói dị nguyên hoặc là kháng nguyên. Đây là ví dụ chúng ta đi tiêm vaccine. Cái đó thì bố mẹ chúng ta đẻ chúng ta ra thì không có cái miễn dịch cho cái con COVID, không cho
cũng không cho cái miễn dịch về bạch hầu, uốn ván, ho gà rồi gì hết, tóm lại đấy không có, mà chúng ta chỉ tiếp xúc với dị nguyên là đấy, và chịu ảnh hưởng của di truyền và môi trường sống. Tại sao tôi lại nói là hệ miễn dịch thích ứng này, hay là gọi là hệ miễn dịch, gọi là cái những cái đáp ứng miễn dịch thứ phát, nếu đúng từ, những từ của bên y học hiện đại là đáp ứng miễn dịch thứ phát là gì? Tại sao lại nói chịu ảnh hưởng của di truyền? Chúng ta vì gốc của mẹ của nó sinh ra là từ di truyền, trên nó không thể vượt qua cái mẹ của nó được. Tức là gì? Có những người chúng ta thấy có những gia đình luôn luôn bị bệnh về dạ dày, có những gia đình có ung thư dạ dày, có những gia đình thì cứ cái giới nữ giới là cứ bị ung thư vú, có gia đình thì luôn luôn bị về tuyến giáp, có gia đình thì luôn luôn bị bệnh về thận, có các anh các chị kể cả sỏi thận bây giờ cũng không phải là bệnh lý tại chỗ đâu, sỏi thận bây giờ là bệnh lý về rối loạn chuyển hóa đấy. Có những người là cái sau hai mấy tuổi đâu đi mổ sỏi thận, có ông như ông bố đẻ tôi giờ năm 85, 86 thì chả có sỏi thận gì cả. Thì đấy tức là các anh các chị nhớ là gì, hệ miễn dịch thứ phát này, cái đáp ứng miễn dịch thứ phát là phụ thuộc vào miễn dịch di truyền, tức là hệ miễn dịch bố mẹ khỏe, hệ miễn dịch trẻ cơ bản sẽ tạo cho con một hệ miễn dịch khỏe. Đấy là thứ nhất. Điều thứ hai là ảnh hưởng về môi trường là gì? Môi trường có hai cái. Một là môi trường sinh học, tức là chúng ta sống trong cái môi trường. Môi trường sinh học rất nhiều tác động, nào là hóa chất, nào là con virus, con vi khuẩn, con gì đấy, tất cả mọi cái. Cái thứ hai, môi trường xã hội là gì? Khi chúng ta miễn dịch, chúng ta tự tạo nên chúng ta, nhưng trong một sống trong một môi trường xã hội mà không thật sự tốt thì hoàn toàn hệ miễn dịch chúng ta cũng không đủ sức để chống chọi lại toàn bộ các tác nhân đó. Đơn giống như là cái cây nhỏ trong rừng thì không thể một mình sống được mà phải dựa cây to. Cho nên câu chuyện rất gần bây giờ, câu chuyện thật sự tại sao Việt Nam mình bây giờ và cũng các nước phải thúc đẩy tiêm vaccine COVID, cố gắng tới 70% dân số để miễn dịch cộng đồng là gì? Cả một cộng đồng có miễn dịch, cả một cộng đồng có hệ miễn dịch tốt để giết lại COVID thì COVID không còn cửa sống. Như vừa nãy thầy Thảo nói một cái ý, không biết là tôi nghe nó nhanh quá, là nói mà có một thầy nào nói là gì, con COVID vào không làm được gì thì lại đi ra. Thế thì đấy chính là cái hệ miễn dịch. Chúng ta đưa cái hệ miễn dịch cộng đồng là như thế, miễn dịch để gì? Để tất cả chung tay đẩy, đảm bảo không còn cửa sống cho con virus nữa thì nó sẽ tự diệt vong. Và nói thêm một chút nữa, tại sao bây giờ nói thêm một chút về dịch tễ rồi một câu thôi, tại sao lại cứ phải cách ly xã hội trong COVID? Rất nhiều người tôi cũng đi giảng, và rất nhiều là người cũng trả lời tại sao lại trong cái con COVID lại cứ phải cách ly xã hội rồi đưa F0 F1 đi này. Vì rất đơn giản thôi, virus không tự di chuyển, chúng ta di chuyển, chúng ta mang virus di chuyển và lây cho những người xung quanh chúng ta, cho nên phải khoanh vùng cách ly là như thế. Và các anh các chị thấy đấy là một số ý kiến tôi có ví thêm. Thế còn hôm trước thầy Thảo vừa nhắc một cái ý hôm trước tôi định trả lời xong tôi lại quên mất, đó là có một cô bác sĩ, đúng anh Thảo nhỉ, có một cô bác sĩ mà nói là có một cái cậu con khoảng một tuổi, hơn một tuổi, thì cứ người già cứ mẩn không phải rôn sẩy mà ngứa. Thì nhắc thêm đồng chí bác sĩ đó là đồng chí nhớ rằng là có một bệnh nữa trong trẻ con, đấy là viêm da tụ cầu. Ngoài cái chuyện mà tắm lá khế cái gì ấy thì có một bệnh nữa là viêm da tụ cầu mà trẻ con rất hay gặp. Vì sao? Hệ miễn dịch trẻ em rất yếu chứ không phải như người lớn. Cho nên viêm da tụ cầu thì nếu như trường hợp ấy thì tôi có một cái tư vấn rằng nên đưa con đến trung tâm da liễu, người ta sẽ lấy cái đó người ta cấy, nếu đúng có tụ cầu người ta làm kháng sinh đồ, dùng kháng sinh khỏi ngay. Đấy là rõ ràng. Và có một liệu pháp nữa là gì? Có một bạn ghi là tiểu cầu, không phải là tụ cầu nhé, không phải là tiểu cầu đâu nhá, tụ cầu là Staphylococcus, tức là cái con vi khuẩn tụ cầu. Và người ta có liệu pháp nữa là nếu trong trường hợp tốt mà điều trị không khỏi, người ta làm cái gọi là nó gọi là đáp ứng miễn dịch cá thể, tức là người ta lấy con tụ cầu đó người ta cấy và sinh ra kháng nguyên vật, sinh ra một cái gọi là làm bất hoạt nó đi và tiêm lại cơ thể của cháu đó, cháu ấy sẽ tự kháng thể sinh ra để kháng thể chống con tụ cầu đó. Đấy là để anh chị em biết thêm một chút. Xin hết. Cảm ơn anh Minh ạ. Bạn Thu nghe đã. Dạ. Thu chia sẻ 2-3 phút nhé. Dạ. Mời em. Em cảm ơn thầy Thảo, cảm ơn thầy Minh, thầy Thuật và thầy Biến.
Và đặc biệt cái chương trình ngày hôm nay là sáng đến giờ, mấy ngày này rất là bận, nhưng mà sáng đến giờ là em bận, rất là bận việc gửi cho cá nhân mọi người, bởi vì em thấy cái chương trình quá lời là tất cả con người, mọi người, thậm chí các con các cháu mình cũng nên học, chứ không phải là chỉ là chúng ta, và đặc biệt là đưa cho ông bà, rủ cả ông bà cha mẹ của chúng ta cùng học. Và rất là mong cái chương trình thầy Thảo làm sao mà lan tỏa đến là mọi người dân Việt Nam cùng học cái chương trình này, và đặc biệt hơn là những cái người bác sĩ, những cái người đang làm cái khóa học y tế hiện đại học phối hợp vào. Bởi vì em mấy ngày này em theo dõi thầy Thảo thì tất cả các cái giải pháp của thầy, thầy học NLP, thầy học năng đoàn kim cương, thầy học tất cả các giải pháp, nhưng mà như chúng em đây bỏ tiền ra hàng trăm triệu đi học, nhưng mà có thể là con chưa tổng hợp được, chưa cố lại được giống như thầy Thảo. Nhưng mà thầy Thảo đã cố lại giống như nấu cao lại rồi thì truyền quá cho chúng ta một cách rất là dễ hiểu. Và em rất thích cái những cái ẩn dụ, những cái ví dụ minh họa của thầy Thảo đưa ra rất là dễ hiểu và rất là sát với cái đời sống thường ngày của chúng ta. Cho nên là Thu cũng muốn là tất cả, gửi tới tất cả các anh chị các cô bác là hãy cùng nhấn rộng cái chương trình của thầy Thảo ra để cho mọi người được biết và mọi người được học, những người trong gia đình chúng ta được học thì chắc chắn là đại gia đình ta được an vui, hạnh phúc và khỏe mạnh. Bởi vì những cái người mà không dễ tính, những cái người mà chưa hiểu mình, những cái người mà đang có những cái tấm hướng ra ngoài thì khi họ học được rồi thì họ hiểu mình và họ dành cái tình yêu thương cho chính mình và những người xung quanh nhiều hơn ạ. Và xin cảm ơn một lần nữa, rất là tri ân cảm ơn thầy Thảo, và em xin nguyện sẽ đồng hành và lan tỏa mạnh mẽ chương trình của thầy. Và em sẽ trình thêm những cái bác bên tên nữa để làm sao mà có điều kiện tốt nhất để có những cái chương trình nhiều nhất, nhiều người tháng từ nhất đối với một lần thầy nói chuyện ạ. Cảm ơn thầy, bởi vì em biết kiến thức của thầy có nói 10 năm cũng không hết. Cho nên là rất mong thầy hoan hỷ để dành cho những cái chương trình cho cộng đồng như thế này ạ. Cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn bạn Thu, cảm ơn cả nhà. Mình quay lại nhé. Tại vì mình có đặt vấn đề là 11 giờ nhưng mà chắc hôm nay nó sẽ thêm một chút. Mong cả nhà là ai bận thì không dám mời nhưng mà ngồi nghe để góp ý cho mình. Cảm ơn cả nhà. Mình bắt đầu chia sẻ cái slide. Cái slide mình nói nó rất quan trọng với mình. Thế nhưng mà mình bắt đầu bằng thế này. Lúc nãy nó có một cái phần tâm trí gọi là tâm trí định danh. Cái định danh đấy là mình hay nói là nó là phương tiện, như là cái bẫy. Tôi muốn làm theo ý của mình. Tôi là định danh. Làm cái gì? Muốn là dục, dục vọng. Làm là hành động, là hành vi, là động lực. Theo ý của mình là kiến thức, trải nghiệm của mình. Đấy. Thế thì xin hỏi nhà mình, ví dụ như là một cái đất nước, ví dụ như một đất nước Bhutan đi. Bhutan là một đất nước chỉ số hạnh phúc chứ không lấy chỉ số GDP làm cái chỉ số sống. Thế thì gọi là đất nước Bhutan là mình định danh đấy. Thế nhưng mà đất nước Bhutan thì có con người Bhutan này, đất nước này, đường biên giới này, trâu bò lợn gà này, rồi thì rác này, rồi thì ao hồ này, rồi thì không khí này, rồi thì đám mây bay ở trong đấy này, đào xuống dưới thì có mỏ này. Thế thì đất nước Bhutan thì nó là cái gì? Nó là cái gì? Thế bây giờ người Bhutan đi đến đâu thì những cái chỗ đấy có trở thành đất nước Bhutan hay không? Những người mà có hai quốc tịch thì có thành Bhutan nữa hay không? Thế thì bản chất của cái gọi là nước Bhutan là cái gì? Thế và lúc đấy thì chúng ta, khi chúng ta nói về sức khỏe, nói về trí tuệ, nói về tình thương yêu của đất nước Bhutan thì nó là của đất nước đấy, trí tuệ của đất nước đấy, hay của một người nào, hay là của nhóm người nào, hay là của sông, hay là của hồ, hay là của cái gì ạ? Cũng như thế, cơ thể chúng ta là 50.000 tỷ tế bào. Xin hỏi mọi người có nhìn được màn hình không ạ? Nhìn thấy ạ. Cơ thể chúng ta là 50.000 tỷ tế bào. Không chỉ có thế, cơ thể chúng ta có hơn 50.000 tỷ vi trùng, virus,
vi khuẩn, ký trùng sinh bệnh. Trong chúng ta cũng có đất, có nước, có lửa, có gió, tạo thành những cái không phải tế bào nằm ở trong chúng ta. Thế thì cái gì là chúng ta? 50 tỷ con tế bào này là chúng ta, hay một con tế bào là chúng ta, hay là đất nước, hay là vi trùng, vi khuẩn trong ta là chúng ta. Nhưng mà cái mà chúng ta biết, nó có 50.000 tỷ tế bào thần kinh và khoảng 100 tỷ, 50.000 tỷ tế bào thường và khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh. Chúng ta nhé, thử xem, chúng ta thử xem là mỗi con tế bào thần kinh hay là nói chung nó có những đặc điểm gì mà nó đang ở trong chúng ta. Nó bằng những cái bằng chứng. Thứ nhất là trong tim chúng ta nó có 40.000 cái tế bào cảm ứng hoạt động như neuron, nhưng mà có năng lực nhớ liên quan đến tình cảm, cảm xúc, có năng lực chế ngự lan tỏa sang thần kinh và các bộ phát các cực mạnh. Và ngày 19 tháng 7 năm 2012 mình có một cái trải nghiệm về cái cơ chế cảm ứng của tế bào thần kinh đến cái mức mà mình mất cả đêm hôm đấy, mình không ngủ được. Đêm hôm đấy mình cùng với chú ruột mình chăm ông anh mình. Tại sao mình nhớ ngày như thế? Mình nhớ ngày như thế tại vì ngày 12 tháng 12 năm 2012 là mình tham gia cái lớp gọi là sức khỏe hoàn hảo của gọi là chuyên gia VAT, Mr. VAT NLP, sau cái khóa 8 ngày thì học 3 ngày sức khỏe hoàn hảo. Đến 5 hôm sau thì anh mình bị tai biến, mà hôm đấy là có nhờ thầy VAT chữa cho anh em mình, chữa cho anh mình thì đang liệt một nửa thì thành vi sinh. Nhưng mà mình cũng khẳng định luôn là không có lỗi của thầy VAT ở đấy. Nhưng mà đến ngày 17 thì nó có một cái tờ báo An ninh Thế giới nói về cái người đầu tiên của Việt Nam, người ở Nam Định, 49 tuổi được thay tim, và cái tim đấy sau khi thay nó hoạt động như thế nào. Nhưng mà cái tối hôm đấy khi mình đang ngẫm nghĩ về câu chuyện của thầy VAT thì mình lại bật cái clip ở trên lên thì nó lại nói đến cái này, và đến lúc chú mình lại cầm cái tờ báo sang bảo Thảo ơi, có cái này hay quá, thì lại là ba cái chủ đề đến cùng một lúc liên quan đến trí nhớ, đến cái cơ chế năng lượng của cái tim, đều liên quan đến trí nhớ của cái tim. Và cái hôm đấy nó cho mình ngỡ ngàng ra những cái điều mình không thể tưởng tượng. Thứ hai là tế bào của mình có 50.000 tỷ tế bào. Mỗi một tế bào nó có hiệu điện thế trong và ngoài màng tế bào chất là 0.10 đến 0.15 V. Và nó chính là 50.000 tỷ cục pin. Ở góc độ nào đấy cơ thể mình là một cái ắc quy tổng. Và nếu chúng ta biết cái cách của tâm mình mà điều chỉnh cơ chế của tế bào như thế nào thì chúng ta mới biết là này, có những người vô thức bây giờ tạo thành một cái cơ chế như là nam châm ở tay hay là sức hút ở người 1-2 cân. Nhưng mà báo cáo với cả nhà, những cái người mà tu luyện thì cái này là không giới hạn. Thứ hai là khi những cái người mà làm được hút 1-2 cân cái loại kia thì biết những cái thông tin này, thì có những người người ta cầu thị, người ta không gọi là bảo thủ ấy, người ta biết ngay là à, cái này chỉ là một cái hiện diện vớ vẩn tí tí ra bên ngoài, không đáng để khoe, tại vì còn không kiểm soát được cái đấy tí nào. Và cái năng lượng tổng của 50.000 tế bào về lý thuyết có thể lên đến 7 tỷ vôn, trong khi đó tia sét của chúng ta chỉ có một vài chục triệu vôn. Thế thì cái năng lượng của chúng ta đang là cái gì? Thứ hai, hộp đen ở trong chúng ta nó gấp hàng tỷ lần cái máy tính hộp đen của ông Putin với ông Biden. Cái bộ não của chúng ta có khoảng 100 tỷ tế bào. Mỗi một tế bào là một con chip siêu hiện đại, thông minh, bộ nhớ gấp hàng triệu, hàng trăm nghìn lần cái điện thoại smartphone của chúng ta. Và mỗi một cái tế bào neuron của chúng ta nó có từ hàng nghìn đến hàng trăm nghìn cái rễ, gọi là cái rễ thần kinh kết nối, để kết nối với các synapse, các thần kinh khác. Và khi các nhà khoa học khi phát hiện ra cái cơ chế của 100 tỷ tế bào thần kinh, mỗi cái lại kết nối với hàng nghìn hoặc hàng trăm nghìn cái khác, người ta không thể hình dung được cái cơ chế kết nối trong não của chúng ta, não bộ của chúng ta. Người ta nói rằng các vì sao trên các dải ngân hà trên bầu trời này có khi còn phải không ăn thua gì. Thế thì cái gì đang ẩn trong chúng ta? Và một trong những cái bằng chứng là có những người khi mà hỏa táng xong có xá lị, đấy là một trạng thái giống như kim cương, thì phải nhiệt độ áp suất nào, năng lượng từ đâu ra để có thể thành cơ thể chúng ta biến thành xá lị, nếu không phải là chính là cái cơ chế của hộp đen kết nối, cái cơ chế của năng lượng trong tế bào chúng ta nó làm theo cách nào đấy.
mỗi một cái tế bào chúng ta trong mỗi slot thời gian nó có thể có hàng chục, hàng trăm nghìn phản ứng hóa học. Và nó hoàn toàn xứng đáng là một cái nhà máy hóa chất khổng lồ. Nó hoàn toàn xứng đáng là một cái tiểu vũ trụ có đủ tất cả các hệ thống như cơ thể con người. Vậy thì một tiểu vũ trụ ở bên ngoài chúng ta có chất phóng xạ, có nguyên tử, thì liệu trong cơ thể chúng ta có chất phóng xạ, có nguyên tử không? Và nếu có thì kết nối với năng lượng hàng tỷ vôn tiềm ẩn, rồi thì năng lượng của cái hộp đen tối hậu, thì điều gì có thể xảy ra trong cơ thể mình? Trong chúng ta có tất cả các phản ứng sinh lý hóa sinh đều cần enzyme xúc tác ở mức độ nào đấy. Enzyme có thể có ngay trong cái sản phẩm hoặc là chúng ta phải làm ra. Và có những loại enzyme ở những hoàn cảnh, điều kiện, cảm xúc, tâm lý, môi trường nào đấy mà tốc độ nó kích hoạt phản ứng lên hàng chục triệu lần. Có nghĩa là có những phản ứng sinh lý hóa sinh phải xảy ra trong hàng chục, hàng trăm năm, có thể xảy ra trong một phần của giây. Đây là những cái khoa học nắm được hết, đúng không ạ? Tiếp đến, tế bào. Chúng ta, trong chúng ta có tế bào gốc thì có tế bào mầm và tế bào gốc trưởng thành. Chúng ta tạm hình dung thế này. Cái tế bào gốc mầm ấy, cái tế bào gốc mầm ấy là nó như đứa trẻ con không mặc quần áo. Nó chạy khắp nơi, nó đến cái tổ chức nào nó lớn lên ở đấy thì nó thành tế bào gốc trưởng thành ở đấy. Và khi nó mặc áo nào vào thì nó thành vai trò chức năng gì? Mặc bộ đội thì thành bộ đội. Mặc đại úy thì thành đại úy. Mặc giáo sư thì thành giáo sư. Đại loại ẩn dụ như thế. Còn tế bào gốc trưởng thành thì nó chỉ nằm biệt hóa ở những bộ phận nào thôi. Thế và khi chúng ta lấy cái tế bào gốc ấy, cái tế bào gốc là này, cái tế bào ngoài tế bào gốc thì chúng ta có cái tế bào sinh dưỡng. Cái tế bào sinh dưỡng của chúng ta mà khi bỏ đói vài hôm ấy, thì nó biến thành tế bào mầm. Và nếu chúng ta mới lấy cái trứng, cái tế bào trứng của người đàn bà, khoét bỏ cái nhân đi, cho cái tế bào đói vào trong đấy, xong bắt đầu cho dòng điện theo một cái cơ chế nào đấy, nó chạy qua một cái, thế là cái vỏ tế bào trứng nó khép vào, xong ta mới gửi vào trong tử cung của người phụ nữ. Thế thì 100 cái tế bào dưỡng sinh thì có thể mới 100 cái vỏ trứng thôi, có thể tạo ra 100 người với cái di sản ADN giống hệt ở cái người mà chúng ta lấy tế bào ra. Có nghĩa là như tôi mà lấy 100 cái tế bào hoặc 1.000 tế bào ra, tế bào sinh dưỡng bình thường bất cứ chỗ nào có thể tạo ra 1.000 người giống hệt tôi với tất cả các cái gia sản, di truyền, văn hóa, thông tin ở trong gen. Thậm chí có tất cả ký ức của lịch sử. Nói đến đây để chúng ta biết là bên trong chúng ta tiềm năng nguồn lực ngay bên trong chúng ta có đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Và bây giờ nói về thức ăn và môi trường. Người ta thí nghiệm lấy cái tế bào gốc, nhân bản lên thật nhiều xong chia làm 3 nhóm, sau đấy cho nó ăn các chất ăn khác nhau và các môi trường khác nhau, thì một nhóm tế bào tạo ra xương, một nhóm tạo ra cơ, một nhóm tạo ra mỡ. Đây là các kết quả khoa học. Và trên cái cơ sở này, người ta làm các thí nghiệm khác, kết nối các thí nghiệm khác thì nó tạo ra những cái nhận thức, kiến thức có bằng chứng như thế này. Ở trong tế bào chúng ta thì cái gen nó là bộ phận sinh sản thôi, chứ nó không phải là não bộ. Nhưng nó chứa thông tin di truyền. Thứ hai là protein thụ cảm ở ngoài màng tế bào chất thì nó đóng vai trò như những giác quan. Và khi có tín hiệu ở bên ngoài tế bào, có nghĩa chính là bao gồm cả cảm xúc của chúng ta, thì nó sẽ đưa cái tín hiệu đấy đến ADN, và ADN với cái tín hiệu đấy sẽ quyết định mở cái đoạn gen nào để lấy cái gen đấy làm thông tin để nhân bản tế bào. Đấy là chính các cái cơ chế đột biến, nó phải liên quan đến quá trình trong lòng của người mẹ hoặc là ở ngoài môi trường khi chúng ta có những cái trạng thái cảm xúc gì. Và đây nếu ai biết thì một trong những quan điểm cho rằng cái cách mà người chúng ta chuyển sang cái trạng thái giới tính thứ ba hoặc là giới tính thứ tư ấy, tôi thì tôi thoải mái, tôi không có định kiến, tôi không có cái gì cả, tôi bây giờ tôi rất bình thường cái đấy. Nhưng cơ chế đấy thì người ta cũng cho rằng một phần ở trong lòng người mẹ, ở cái trạng thái khi hình thành giới tính ở tuần thứ 12, 13. Cái thứ hai là ở trạng thái khi cái cá nhân đấy dậy thì trạng thái cảm xúc, môi trường, ăn uống, chơi với ai
thì có thể đang nữ mà tự nhiên cái giới tính nam nó lại hiện lộ nhiều lên. Cái thứ ba là ở trạng thái stress như chúng ta đã phân tích rồi, thì chúng ta không sáng tạo, lão hóa, giảm miễn dịch và ngu đi, làm tăng sự chết những cảm xúc xấu. Và những cảm xúc xấu đây chính là cơ chế biểu sinh để tạo nên chính gen của chúng ta, để gen sinh bệnh, gen điều hòa, cơ chế đột biến, biến thể. Nó sinh ra nhiều hay sinh ra ít, sinh ra loại tốt hay sinh ra loại xấu. Và gen chúng ta mới chỉ dùng khoảng 1% thôi. 99% tất cả những cái tiềm ẩn đấy mà ông bà gia tiên tiền cổ đã vượt qua cả số tốt, chúng ta vẫn nằm trong chúng ta và đợi những cái hoàn cảnh để hiện lộ. Đây là nói về cái cơ chế đấy. Tại sao nói về cái này? Tại vì chính tất cả các cái cơ chế này là các viên gạch để tạo nên chúng ta. Và cái suy nghĩ là cái duy nhất chúng ta có thể quyết định được. Cái suy nghĩ của chúng ta suy nghĩ như thế nào? Nhưng mà rất hay là thế này này. Nếu chúng ta chỉ cần ý thức vào cuộc sống, ý thức vào ngôn ngữ, ý thức vào hơi thở của chúng ta thôi, thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy cách chúng ta nghĩ, cách chúng ta vận hành những cái trạng thái cảm thọ. Và chúng ta khi chúng ta tiếp cận được, thậm chí chúng ta đã bắt đầu có cơ hội để kiểm soát nó theo cái định hướng của mình. Suy nghĩ là một trong những cái rất quan trọng để diễn dịch. Tại sao chúng ta đi đường? Một người thì nhìn thấy một cái tối tối loằng ngoằng ở dưới thì nhảy có đớ lên. Còn một người lại cúi xuống nhặt. Còn một người thì chả để tâm gì cả. Tại vì cái người ta nhìn cái người ta biết ngay đây là cái dây gì. Còn một cái người thì tưởng đấy là con rắn. Và một người thì là rắn hay là cái gì người ta không quan trọng. Người ta đi cách ra xa thì nhiệm vụ người ta đã đi. Cho nên cách chúng ta diễn dịch thì cảm xúc nó tạo ra. Và nó tạo ra cái nhu cầu và hành động để đáp ứng nhu cầu đấy. Cho nên là suy nghĩ, tư duy, ý định của chúng ta là cái chúng ta có cơ hội kiểm soát nhất. Nhưng nó lại là cái diễn dịch để quyết định cái cảm xúc đầu tiên trong cơ thể chúng ta. Và nói lại, cái thứ hai là cách ngôn ngữ cơ thể chúng ta, cách vận động của chúng ta. Cách thứ ba là cách chúng ta ở cạnh cái nguồn năng lượng nào. Ai, việc gì, thông tin gì, cái gì, cuốn sách nào, người bạn nào, thầy nào. Và trong các cái trạng thái cảm xúc thì trạng thái nó có hai loại. Một loại là vị kỷ tạo ra stress. Một loại là vị tha tạo ra trạng thái ân sủng, mở rộng, hưng phấn. Thì cái trạng thái vị tha nó có cái cảm xúc biết ơn, là một cái cảm giác lớn nhất, bao trùm và chứa đựng các cái cảm xúc kia ở các mức độ nào đấy. Chúng ta chỉ biết ơn khi mà cái điều chúng ta muốn đã đạt được. Và nếu chúng ta biết đưa chúng ta về trạng thái biết ơn khi xây dựng mục tiêu, thì đây là một cơ hội để chúng ta tiến đến mục tiêu bằng một cái cách sử dụng tiềm năng, nguồn lực của mình và luật hấp dẫn tốt nhất. Tôi xin đọc cái tôi chuẩn bị đây. Cảm xúc có vai trò quan trọng để chữa lành cơ thể và ngược lại, là nguyên nhân chính gây bệnh. Chúng ta đã nói về suy nghĩ và stress rồi đúng không ạ? Khi có phản ứng cảm xúc cao nhờ suy nghĩ mới, có thể nhờ luyện tập tinh thần. Chúng ta ghi vào là luyện tập tinh thần. Thay đổi biểu sinh sẽ nhanh và mạnh hơn. Chúng ta nhớ đến tốc độ của enzyme. Khi duy trì cảm xúc cao trào, mở đóng ngoặc lòng biết ơn, sẽ có kết quả ấn tượng và rất nhanh. Đặc biệt khi những cái mục tiêu đấy nó đúng với cái niềm tin, đúng với cái giá trị, có ý nghĩa với cộng đồng, với xã hội, đúng với sở trường của chúng ta, đúng với cái thích thú của chúng ta, thì cái đấy nó cộng hưởng vào kết quả là không giới hạn. Và báo cáo với cả nhà, đây chính là cái công thức. Đây chính là cái công thức, nó gọi là công thức tối hậu, là chương trình dù 4 ngày, 10 ngày, thì Anthony Robbins là một cái nhà coaching hàng đầu thế giới, một cái diễn giả hàng đầu thế giới, một cái nhà đào tạo, truyền động lực hàng đầu thế giới, cũng đưa cái này vào. Và trong các chương trình thì có cả tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Chính vì thế có bánh xe cuộc đời để chúng ta nhìn vào đấy, để chúng ta tiếp cận. Và những cái kiến thức này tôi sẽ chia sẻ ở những cái buổi sau. Đây là một cái kiến thức, nếu tôi vẫn nói là đây là chỉ cái gọi là cái công thức tối hậu này thôi. Nói về thành công và hạnh phúc, nói về tâm lý và cái quy trình công thức, nói về cái động lực thật ngắn gọn và tiềm năng để chúng ta biết được tối ưu là ở đâu,
làm thế nào để có bình an trước khi chúng ta vui khỏe để chúng ta trưởng thành. Thì cái công thức này, nhưng mà bây giờ là 11 giờ rồi. Tôi cũng chỉ còn cái clip này và mấy cái clip về virus nữa. Nếu mà nói ngay thì tôi nghĩ là nó sẽ quá tải. Đây là những cái tôi đã chuẩn bị rất là hứng khởi mấy hôm nay. Giải pháp về COVID. Nhưng nếu mà nói ngay thì không ấy, thì tôi xin phép sẽ nói ở cái buổi thứ năm. Có ba cái clip tôi phải mượn ở cái chia sẻ của phần sau sang. Thế nhưng mà vì hôm nay, một là chúng ta cũng bắt đầu hơi muộn, thứ hai là cũng cần phải nghỉ giải lao cho nên là nó không đủ thời gian. Và đây là những cái tổng hợp, những cái kiến thức, một số cái khái niệm. Và nếu mà chúng ta ngồi vẽ cái này thì chúng ta sẽ hình dung được những cái clip nói về giá trị niềm tin, thái độ, những cái về mục tiêu, về nguồn lực, nội lực, ngoại lực rất là nhiều, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà như thế thì sẽ không đủ thời gian. Và đấy cũng không phải là cái tôi định chia sẻ. Tôi xin phép cả nhà dừng ở đây. Bây giờ đúng 11 giờ rồi và chúng ta sẽ trao đổi. Thế còn những cái, có những cái clip sau này nó sẽ ngắn hơn thì tôi sẽ xin phép chia sẻ tiếp ở cái này để cho chúng ta có cái duy trì cái thời gian với nhau. Xin biết ơn cả nhà đã lắng nghe và bây giờ chúng ta sẽ trao đổi thì không giới hạn thời gian 5, 10, 30 phút. Thế còn cái thời gian thì sẽ còn 3-4 cái clip sẽ chia sẻ ở cái buổi thứ năm tuần này. Xin biết ơn cả nhà. Cô gì đó gửi tin cho mọi người nha, vào trong nhóm thầy Thảo. Dạ. Đường link để vào. Vâng, gửi đường link vào. Ok.